Đệ nhất kiếm thần, Diệp Huyên. Tập 68. Diệp Huyên nhíu mày, bị bọn họ trừ khử. Huyền Hoàng chủ khẽ nói, không biết, với thực lực của tổ tiên ta năm đó, nếu thần điện có thể dễ dàng diệt trừ họ như vậy, hẳn là những thần này vô cùng khủng bố. Diệp Huyên trầm mặc. Thần. Diệp Huyên ngẩng đầu nhìn vào sâu bên trong tinh không, rốt cuộc còn có bao nhiêu cường giả trong tinh không mờ mịt này. Dọc đường đi, hắn phát hiện ra thực lực của mình càng mạnh thì lại càng cảm thấy mình thật nhỏ bé. Mà hiện giờ, vũ trụ hắn đang ở chỉ là tứ duy, trên tứ duy còn có ngũ duy nữa. Nghĩ đến đây, hắn đột nhiên nhìn về phía viêm già cô nương, người nói xem còn có lục duy thất duy gì đó không? Lục duy. Mọi người trong sân đều nhìn về phía viêm già. Có lục duy sao? Viêm già trầm giọng nói, thứ cho ta nói thẳng, ngay cả đến tứ duy các ngươi còn không hiểu, sao phải quan tâm lục duy, thất duy làm cái gì? Nói đến đây, nàng ta nhìn về phía Diệp Huyên, nhất là ngươi, ngươi có thể sống sót ra khỏi tứ duy hay không đã là cả một vấn đề, đi quan tâm lục duy thất duy làm gì? Diệp Huyên. Bỗng nhiên giản tự tại lên tiếng, viêm già nói rất đúng. Mọi người, không cần quan tâm về những chuyện ngoài khả năng của mình. Nói xong nàng ta nhìn về phía Diệp Huyên, thời gian này ngươi phải cẩn thận một chút. Ta đi tìm hiểu xem rốt cuộc thần trong truyền thuyết là thứ quái quỷ gì. Nhân tiện cũng muốn gặp bọn họ. Diệp Huyên gật đầu, tỉ cẩn thận. Giản tự tại cười ha ha, yên tâm, cho tới bây giờ thứ có thể giết ta cũng chỉ có chủ nhân của ba thanh kiếm tháp đỉnh mà thôi. Lời nói vừa dứt. Thân thể nàng ta đã biến mất vào không trung. Chủ nhân của ba thanh kiếm tháp đỉnh. Trong sân, Diệp Huyên im lặng một lát sau đó nói, đi. Rất nhanh, mọi người đều đồng loạt rời đi. Sau khi mọi người rời đi, phía trên thương khung giới xa xa, trước thiên môn, một cô gái lạnh lùng nhìn xuống bên dưới. Chính là cô gái tóc trắng. Lúc này, vẻ mặt cô gái tóc trắng lạnh như băng. Ánh mắt giống như kiếm sắc bén có thể giết người. Đứng bên cạnh cô gái tóc trắng còn có một lão già. Lão già mặc trường bào, phía trên trường bào có vẽ đủ loại ký hiệu thần bí, màu sắc của những ký hiệu này không đồng đều mà chuyển động kỳ dị, ẩn chứa những sức mạnh huyền bí. Người này chính là thần sư của thần điện. Thần sư, một loại cấp bậc thân phận gần như đã biến mất khỏi đại thế giới huyền hoàng. Không đúng. Phải nói là hiện giờ tại thế giới huyền hoàng, ngoại trừ thần điện ra những nơi khác đã không còn thần sư nữa. Lúc này, cô gái tóc trắng đột nhiên hỏi, Trương thần sư, rốt cuộc Diệp Huyên kia có lai lịch thế nào? Người này thật sự có chút thần bí. Trương thần sư im lặng. Cô gái tóc trắng nhìn về phía Trương thần sư, sao? Đến cả ông cũng không điều tra ra được. Trương thần sư khẽ đáp, tra được một ít. Cô gái tóc trắng nói. Trương thần sư xòe bàn tay ra, một chiếc gương xuất hiện trong lòng bàn tay. Ngay sau đó, một cảnh tượng hiện ra trên mặt gương. Đó là một thế giới họ không biết, trong không trung, vô số quái vật to lớn bay qua bay lại vùn vụt. Phía cuối chân trời, sấm sét không ngừng rơi xuống, cả đại địa lạnh run. Cô gái tóc trắng bỗng nhíu mày, tộc cổ yêu. Trương thiên sư gật đầu, xem tiếp đi. Cô gái tóc trắng nhìn chằm chằm vào gương. Hình ảnh trong gương đột nhiên thay đổi. Trong một dãy núi, một cậu bé chỉ 7-8 tuổi đang cõng một cô bé mặt mũi lấm lem trên lưng và chạy trốn. Đôi giày của cậu bé bị rách, bàn chân chằng chịt những vết thương, máu tươi nhiễm đỏ da thịt. Mà trên đỉnh đầu cậu bé và cô bé, sấm chớp giật đùng đùng, vô số đại yêu bay qua bay lại như tên bắn, từng luồng uy áp của thiên địa và hơi thở cường đại của yêu thú quét qua đại địa, cảnh tượng như ngày tận thế. Cậu bé cõng cô bé đến một khe nhỏ trong núi. Khe núi rất hẹp, chỉ vừa vặn chứa đủ hai tiểu hài tử. Cậu bé lau mồ hôi trên mặt, cậu bé ôm chặt lấy cô bé bên cạnh, run rẩy nói, Thanh Nhi đừng sợ, có ca ở đây. Có lẽ chính cậu bé cũng không phát hiện giọng nói của mình đang run rẩy. Đôi bàn tay nhỏ bé của cô bé nắm chặt lấy cánh tay của cậu bé. Cô bé nhìn xuyên qua khe núi ra bên ngoài. Trên không trung có vô số tia sấm sét chớp nhoáng lên, hơn nữa thi thoảng còn có các loại đại yêu bay vun vút qua lại. Cô bé khẽ nói, ca, những dòng điện này là gì? Còn có những thứ bay qua bay lại kia nữa, tại sao chúng lại ăn thịt người? Cậu bé nhìn về phía chân trời, tại đó thỉnh thoảng có những tia sét đánh xuống.
mỗi lần sấm sét rơi xuống đều sẽ vang lên tiếng nổ chói tai, cả thiên địa chấn động. Cổ họng cậu bé nghẹn lại, âm thanh phát ra càng run rẩy, kia, những tia điện đó, cha nói vì thần trừng phạt chúng ta nên mới đánh xuống. Trừng phạt. Cô bé nhìn về phía cậu bé, vẻ mặt khó hiểu, tại sao? Ta, chúng ta làm gì sai sao? Cậu bé ôm chặt lấy cô bé, giọng nói có chút nức nở, cha nói, thần muốn chúng ta chết, chúng ta phải chết. Cha và mẫu thân đều đã chết, chúng ta nhất định phải sống thật tốt. Cô bé quay đầu nhìn đất trời phía bên ngoài khe núi, trong đôi mắt nhỏ có chút mờ mịt. Mình đã làm sai điều gì sao? Tại sao thần lại muốn trừng phạt mình? Bên ngoài khe núi, đất trời bị bao trùm bởi vô số tia sét, còn có đủ các loại quái vật khổng lồ hoành hành, quả thực chính là địa ngục nhân gian. Bên trong khe núi, hai tiểu hài tử ôm chặt lấy nhau. Lạnh run. Ban đêm, cô bé gắt gao ôm cậu bé, ca, muội đói rồi. Cậu bé vội vàng lấy ra nửa chiếc bánh mì đưa đến tay cô bé, thanh nhi ăn đi. Cô bé cắn một miếng, giống như nghĩ ra điều gì, cô bé đưa cho cậu bé ca cũng ăn đi. Cậu bé mím môi, trên khuôn mặt nhỏ bé tái nhợt hiện lên một nụ cười, ca ăn rồi. Thanh nhi ăn đi. Nói xong cậu bé còn cố ý vỗ vỗ chiếc bụng của mình. Cô bé đã tin là thật. Nửa đêm, bên ngoài khe núi. Sấm chớp vẫn giật đùng đùng, thỉnh thoảng còn có tiếng gầm gừ của những con đại yêu. Trên mặt đất vang lên vô số tiếng kêu thảm thiết. Trong khe núi, cậu bé ôm chặt lấy cô bé, giọng nói của cậu bé có chút yếu ớt, thanh nhi, ca nhớ, hình như muội thích luyện kiếm phải không? Cô bé gật đầu, ôm chặt cậu bé, thanh nhi phải bảo vệ ca, còn có cha và mẫu thân. Cậu bé đột nhiên khóc. Chỉ là trong bóng tối, cô bé không nhìn thấy. Cậu bé nhẹ nhàng hôn lên trán cô bé, Thanh Nhi, nếu như sau này muội trở nên lợi hại, nhất định phải bảo vệ những người yếu đuối bên cạnh chúng ta. Mẹ và cha, nếu ai đó bảo vệ thì họ sẽ không chết, còn nữa, phải đem những thứ bên ngoài, những thứ thần gì đó đánh chết. Bọn họ tệ quá, hư quá, ca đói quá. Trời hửng sáng. Cậu bé không nhúc nhích. Thân thể đã lạnh ngắt, nhưng hai tay cậu bé vẫn ôm chặt lấy cô bé. Nửa canh giờ sau, cô bé chôn cậu bé trong khe núi. Cô bé đứng trước khe núi, nước mắt cứ thế tuôn ra không ngừng. Ngày hôm sau, cô bé lên đường, xoay người bước ra khỏi dãy núi. Trên đường đi, cô bé gặp một số xác chết, bước đến một trong những xác chết đó, giơ tay gỡ một thanh kiếm từ xác chết xuống. Hai tay cô bé nâng thanh kiếm lên, ánh mắt lãnh đạm. Thể hiện sự lạnh lùng không hợp với lứa tuổi của mình, từ nay về sau gọi là kiếm hành đạo, theo ta thay trời hành đạo. Cứ như vậy, cô bé cầm thanh kiếm đi ra khỏi ngọn núi. Hình ảnh dừng lại. Trước cửa thiên môn, cô gái tóc trắng híp mắt lại, cậu bé kia là hắn. Trương thần sư trầm giọng nói, quan trọng là cô bé kia. Cô gái tóc trắng nhìn về phía Trương thần sư, cô bé kia chính là cô gái váy trắng. Trương thần sư gật đầu. Tiếp tục xem. Cô gái tóc trắng tiếp tục nhìn về phía mặt gương, hình ảnh trong gương lại bắt đầu chuyển biến. Lúc này không biết là đã bao nhiêu năm sau, vẫn là trong một dãy núi, vẫn là khe núi đó, phía trước khe núi có một cô gái váy trắng đang đứng. Cô gái váy trắng đứng trước khe núi, nàng ấy cứ đứng đó, nước mắt không ngừng tuôn rơi. Trước khe núi, cô gái váy trắng cứ đứng như vậy. Đúng lúc này, đột nhiên cô gái váy trắng ngẩng đầu. Trong mắt nàng ấy hiện lên hai tia kiếm quang. Thiên khung giới, trước thiên môn. Choang! Chiếc gương trong tay Trương thần sư đột nhiên bị hai tia kiếm quang đánh nát, một cánh tay của Trương thần sư cũng bay theo, máu bắn tung tóe. Chứng kiến cảnh tượng này, cô gái tóc trắng lập tức híp mắt lại, trong ánh mắt nàng ta hiện lên một tia ngưng trọng hiếm thấy. Cách đó không xa, Trương thần sư nhìn cánh tay phải của mình. Ông ta muốn làm mọc lại cánh tay vừa bị chặt đứt nhưng phát hiện căn bản không thể làm được. Trương thần sư ngẩn người, sau đó trầm mặc. Vẻ mặt của cô gái tóc trắng có chút khó coi, sao có thể, vị trí và thời gian của nàng ấy khác chúng ta, tại sao nàng ấy có thể cảm nhận được chúng ta, hơn nữa còn dùng kiếm làm tổn thương ông. Trương thần sư khẽ nói, kiếm của nàng ấy đã vượt qua cả thời gian. Vượt qua thời gian.
Cô gái tóc trắng co rụt đôi đồng tử lại, nàng ta bất chi bất giác nắm chặt bàn tay phải của mình. Lúc này, Trương Thần Sư trầm giọng nói, người phụ nữ kia không phải người bình thường, thật ra thực lực còn mạnh hơn so với tưởng tượng của chúng ta rất nhiều. Cô gái tóc trắng đột nhiên nói, thần đã giáng thần phạt. Trương Thần Sư gật đầu, chuyện này cũng không còn đường cứu vãn nữa. Chẳng qua là Diệp Huyên cầm bảo vật trong tay, chí bảo kia đối với thần mà nói, hẳn là thứ không thể không có. Cô gái tóc trắng thấp giọng nói, đáng tiếc bọn họ vẫn chưa có cách nào đến được đây, nếu không. Trương Thần Sư cau mày, bên kia xảy ra chuyện gì? Cô gái tóc trắng gật đầu, có vài chuyện hơi khó giải quyết nhưng đã có một vị thần đến rồi. Nói đến đây, nàng ta nhìn Thiên Giang Thành phía bên dưới, để hắn ở nhảy nhót một thời gian, trong thời gian này không có sự cho phép của ta, bất cứ kẻ nào cũng không được đi tìm hắn gây phiền toái. Nói xong, nàng ta xoay người biến mất ở cuối chân trời. Trong sân, sau khi Trương Thần Sư im lặng một lát, đột nhiên ông ta lấy ra một cái ống trúc. Ông ta dùng tay trái cầm ống trúc lắc nhẹ, ngay lập tức, một thẻ trúc liền bay ra. Trên thẻ trúc có hai chữ lớn, Đại Hung. Đại Hung. Trương Thần Sư trầm mặc rất lâu, sau đó cuối cùng cũng xoay người rời đi. Sau trận chiến trên tinh không, đại thế giới huyền hoàng một lần nữa trở lại bình lặng. Đại thế giới huyền hoàng hiện tại chia làm hai phe cánh. Một phe là thế lực cầm đầu Bắc Cảnh, phe còn lại là Thần Điện. Mà hiện tại có thể nói Bắc Cảnh và Thần Điện chưa chết chưa dừng. Thần phạt. Diệp Huyên bị thần phạt giáng xuống, có nghĩa hắn là người mà thần muốn giết. Thần. Đó chính là tồn tại thuộc loại trong truyền thuyết. Từng là thuộc loại truyền thuyết, nhưng bây giờ đã hiện thân. Bắc Cảnh, trong tháp giới ngục. Diệp Huyên ngồi xếp bằng trên mặt đất, giờ phút này hắn đang điên cuồng hấp thu tinh thạch. Chị thương. Trong trận chiến trước với nam tử cầm rìu dài trên tinh không, ban đầu hắn không hề bị thương, nhưng sau khi chiến đấu, hắn suýt chút nữa đã tàn phế. Khoảng chừng một canh giờ sau, thân thể và trạng thái của Diệp Huyên đã trở lại bình thường. Sở dĩ nhanh như vậy vì ngoài cắn nuốt tinh thạch ra, hắn còn có linh quả và một chút đan dược trị thương của Tiểu Linh Nhi. Bây giờ Tiểu Linh Nhi đã không còn trồng nhiều loại linh quả nữa, bởi vì cô bé có thú vui mới. Đó chính là luyện đan. Mỗi ngày đều điên cuồng chơi đùa với đan dược. Sau khi thương thế đã bình phục, Diệp Huyên vung tay phải lên, bốn thanh kiếm lập tức xuất hiện trước mặt hắn. Kiếm của cô gái váy trắng, kiếm của Tiểu Thất, kiếm Thiên Chu, còn có một thanh kiếm đen. Có điều sau khi bốn thanh kiếm này xuất hiện, chúng đều cách xa kiếm của cô gái váy trắng một chút, địch ý vô cùng rõ ràng. Nhìn bốn thanh kiếm này Diệp Huyên có chút đau đầu. Bốn thanh kiếm này không hề phối hợp với hắn. Diệp Huyên nghĩ nghĩ, sau đó nói, mọi người hợp tác một chút đi. Bốn thanh kiếm không hề phản ứng. Giống như nghĩ ra điều gì, Diệp Huyên đi lên lầu 2. Bên trong lầu 2, Tiểu Linh Nhi đang chơi đùa với lò luyện đan của cô bé. Diệp Huyên nhìn về phía lò luyện đan, bên trong lò luyện đan vang lên tiếng phù phù phù. Diệp Huyên đi đến bên cạnh Tiểu Linh Nhi. Tiểu Linh Nhi nhìn về phía Diệp Huyên, khuôn mặt cô bé bẩn thỉu lấm lem, chỉ có thể nhìn thấy một đôi mắt to sáng ngời. Diệp Huyên lau nhẹ mặt giúp Tiểu Linh Nhi, sau đó cười nói, đang luyện đan. Tiểu Linh Nhi gật đầu, luyện đan. Nói xong cô bé tiếp tục bận rộn với lò luyện đan của mình. Diệp Huyên đang định nói chuyện thì đúng lúc này, lò luyện đan kia đột nhiên rung động, tỏa ra một luồng khí nóng rực, đồng thời mang theo một hương thơm thoang thoảng. Nhìn thấy cảnh này, ánh mắt Tiểu Linh Nhi lập tức sáng ngời, cô bé dùng sức vỗ mạnh vào nắp lò luyện đan. Rất nhanh, một viên đan dược to bằng ngón tay cái nhẹ nhàng rơi ra. Nhìn thấy viên đan dược này, vẻ mặt Diệp Huyên có chút cổ quái. Viên đan dược đen thui giống như là viên bi đất, thật chẳng giống với đan dược trong tưởng tượng của hắn chút nào. Tiểu Linh Nhi cẩn thận cầm lấy viên đan dược, sau đó cô bé đưa tới trước mặt Diệp Huyên. Nhếch miệng cười và nói, ăn đi. Ăn đi. Diệp Huyên biểu tình cứng đờ. Ăn. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Diệp Huyên nhìn viên đan dược đen thùi lùi, trong lòng vô cùng khó xử. Nếu không ăn, nhóc con Tiểu Linh Nhi này nhất định sẽ thương tâm, nhưng nếu hắn ăn sợ là sẽ xảy ra tai nạn chết người. Tiểu Linh Nhi vẫn đang nhìn Diệp Huyên, ánh mắt đầy vẻ phấn khích và mong đợi.
đây chính là viên đan dược đầu tiên cô bé luyện thành công. Nhìn thấy bộ dạng kỳ vọng của Tiểu Linh Nhi, Diệp Huyên mỉm cười, hắn cầm lấy viên đan dược bỏ vào miệng ăn. Với thân thể hiện giờ của hắn, cho dù độc dược cũng không làm gì được. Đan dược vừa đi vào cơ thể, Diệp Huyên lập tức nhíu mày, một luồng năng lượng kỳ lạ đang tuôn trào khắp cơ thể hắn. Diệp Huyên nhìn về phía Tiểu Linh Nhi, đây là đan dược gì vậy? Tiểu Linh Nhi chớp chớp mắt, không biết. Diệp Huyên. Đúng lúc này, sắc mặt Diệp Huyên khẽ biến, bởi vì hắn phát hiện trong cơ thể mình như có một ngọn lửa đang thiêu đốt. Nguyên nhân là do đan dược kia. Phù. Một ngọn lửa đột nhiên bùng lên từ người Diệp Huyên, bản thân Diệp Huyên cũng bị dọa cho nhảy dựng. Tiểu Linh Nhi chớp chớp mắt, sau đó nói, oa, bốc hỏa kìa. Diệp Huyên vội vàng cảm nhận thân thể. Lúc này, toàn thân hắn bị một ngọn lửa bao vây, nó đang điên cuồng thiêu đốt cơ thể hắn. Có điều không sao, thân thể hắn vẫn đủ cường đại. Thế nhưng máu toàn thân hắn đang sôi trào. Đây là đan dược quái quỷ gì vậy? Diệp Huyên ngây người. Lúc này, Viêm Già xuất hiện trước mặt Diệp Huyên, nàng ta liếc nhìn ngọn lửa quanh thân Diệp Huyên, sau đó nhìn về phía Tiểu Linh Nhi, đây là đan dược gì? Tiểu Linh Nhi vội vàng lấy đan kinh ra, sau đó cô bé mở đến một trang, chỉ vào một chỗ và nói cái này. Viêm Già nhìn đến chỗ ngón tay Tiểu Linh Nhi chỉ, nàng ta lập tức cau mày lại, đan hỏa linh. Nói đến đây, nàng ta nhìn về phía Diệp Huyên, đan dược này không có vấn đề gì, tên của nó là đan hỏa linh, sau khi luyện đan thành công sẽ có đan hỏa. Lửa này có thể đốt cháy tạp chất trong cơ thể của ngươi, làm cho cơ thể của ngươi trở nên tinh khiết hơn. Tuy nhiên, hình như viên đan dược này của cô bé có gì đó không đúng. Diệp Huyên vội vàng hỏi, vấn đề gì? Tiểu Linh Nhi cũng vội vàng nhìn về phía Viêm Già, nàng ta trầm giọng nói, dường như cô bé đã dùng sai một số tài liệu, cho nên bây giờ viên đan dược này có thêm một vài tác dụng. Diệp Huyên hỏi, tác dụng gì? Viêm Già liếc nhìn Diệp Huyên, chính là kích thích dục vọng. Kích dục. Biểu cảm của Diệp Huyên lại cứng đờ, chẳng trách hắn cảm thấy mình có chút bị kích thích. Lúc này, đột nhiên Tiểu Linh Nhi lên tiếng hỏi, cái gì là kích thích dục vọng? Diệp Huyên lắc lắc đầu, sau đó cố gắng ngăn chặn sự kích động nguyên thủy kia, hắn nhìn về phía Tiểu Linh Nhi, nhóc con, giúp ta làm một chuyện. Tiểu Linh Nhi gật đầu, được. Diệp Huyên vung tay phải lên, bốn thanh kiếm xuất hiện trước mặt Tiểu Linh Nhi. Diệp Huyên nói, ngươi có thể kêu bốn thanh kiếm chúng nó hợp nhất với nhau được hay không? Tiểu Linh Nhi nhìn bốn thanh kiếm trước mặt Diệp Huyên, cô bé ôm lấy bốn thanh kiếm, sau đó bắt đầu dung hợp chúng nó. Thế nhưng kiếm Thiên Chu, kiếm của Tiểu Thất còn có thanh kiếm đen kia vừa mới tới gần kiếm của cô gái váy trắng là đã tự động tách ra. Chứng kiến cảnh tượng này, Tiểu Linh Nhi sững sờ. Sắc mặt Diệp Huyên sa sầm. Bốn thanh kiếm này vẫn không chịu phối hợp. Lúc này, đột nhiên Tiểu Linh Nhi lại cầm lấy bốn thanh kiếm, cô bé bắt đầu dung hợp. Nhưng lần này, kiếm Thiên Chu, kiếm của Tiểu Thất còn có thanh kiếm đen kia trực tiếp vùng ra khỏi tay cô bé. Về phần kiếm của cô gái váy trắng vẫn vô cùng bình tĩnh không có phản ứng gì. Tiểu Linh Nhi vẫn muốn thử nữa thì đột nhiên Diệp Huyên lên tiếng, thôi bỏ đi đã. Tiểu Linh Nhi nhìn về phía Diệp Huyên cười nói, hôm nào lại thử, người tiếp tục đi luyện đan đi. Luyện đan. Nghe vậy, Tiểu Linh Nhi vội vàng gật đầu, xoay người chạy đến trước lò luyện đan tiếp tục bận rộn công việc. Diệp Huyên lắc đầu mỉm cười, hắn nhìn mấy thanh kiếm trước mặt. Khẽ thở dài. Hắn thật không ngờ, vất vả bao nhiêu mới tập hợp được đủ bốn thanh kiếm, thế nhưng lại không có cách nào dung hợp được chúng. Nhưng điều mà hắn không thể hiểu được là tại sao bốn thanh kiếm này lại thù địch với nhau. Chẳng lẽ chủ nhân của chúng có ân oán gì với nhau? Diệp Huyên lắc đầu, không suy nghĩ mấy thứ này nữa. Hắn thu hồi bốn thanh kiếm lại sau đó trở về lầu một. Diệp Huyên ngồi xếp bằng trên mặt đất. Hắn lấy ra một chiếc nhẫn chứa đồ màu vàng, chính là chiếc nhẫn chứa đồ mà Nhân Vương đã đưa cho hắn trước đó. Trước đây nguyên nhân do thần điện, hắn suýt chút nữa đã quên chiếc nhẫn chứa đồ này. Nhân Vương nói trong chiếc nhẫn chứa đồ này có thứ gì đó phù hợp với hắn, điều này khiến hắn có chút tò mò, lẽ nào là kiếm. Thần thức của Diệp Huyên tiến vào bên trong nhẫn chứa đồ. Trong đó chỉ có duy nhất một vật hồ lô vàng. Hồ lô. Diệp Huyên ngẩn người, sau đó cầm hồ lô vàng ra ngoài.
Hồ lô này cũng chỉ to cỡ hồ lô bình thường, chẳng qua nó mang màu vàng, hơn nữa ở dưới đáy còn tồn tại một loại trận pháp gì đó. Đây là cái gì? Trong lòng Diệp Huyên tràn ngập tò mò, hắn cẩn thận quan sát đánh giá hồ lô vàng một chút nhưng vẫn chưa phát hiện có chỗ nào đặc biệt. Cuối cùng hắn mở hồ lô vàng ra, bên trong hồ lô có một màn sương mù màu trắng, ngoại trừ đó ra thì không có gì khác. Diệp Huyên khẽ nhíu mày, cái này dùng kiểu gì? Đúng lúc này, Viêm Già xuất hiện trước mặt Diệp Huyên, nàng ta liếc nhìn Diệp Huyên, hồ lô này của ngươi không đơn giản. Diệp Huyên hỏi, tại sao? Viêm Già nhìn hồ lô vàng rồi khẽ nói, cảm giác. Diệp Huyên. Đúng lúc này, đột nhiên hồ lô kia tỏa ra một vầng hào quang màu vàng. Ngay lập tức một luồng thông tin rung mãnh đi vào trong đầu Diệp Huyên. Trong nháy mắt, Diệp Huyên trợn trừng hai mắt, lát sau, trong đầu hắn hiện ra bốn chữ Trảm Tiên Kiếm Hồ. Thần khí bậc nhất của nhân tộc. Trong đầu Diệp Huyên xuất hiện một vài hình ảnh và tin tức vụn vặt. Ở giai đoạn đầu của vũ trụ hỗn độn tứ duy có một bảng thần khí. Trên bảng thần khí này chỉ có bốn món thần khí. Mà bốn thần khí này đều có năng lực hủy thiên diệt địa, Trảm Tiên Kiếm Hồ của nhân tộc này chính là một trong số đó. Thần khí lúc đó và thần khí bây giờ khác nhau, thần khí khi đó thật sự xứng với chữ thần. Mà Trảm Tiên Kiếm Hồ này chính là một món thần vật được nhân tộc dốc hết sức tạo ra để chống lại thần. Nhưng sau khi tạo ra thần khí này lại có một vấn đề xuất hiện. Trảm Tiên Kiếm Hồ, kiếm là cái quan trọng nhất, mà lúc đó, nhân tộc lại không có thanh kiếm nào có thể chịu đựng uy lực của Trảm Tiên Kiếm Hồ. Dù sau đó nhân tộc đã chế tạo ra một thanh kiếm, nhưng thanh kiếm đó vẫn không thể chịu được Trảm Tiên Kiếm Hồ, vì thế sau cùng khi nhân tộc chống lại thần, Trảm Tiên Kiếm Hồ đã thua một món thần khí của thần điện khi đó, Thiên Công. Chẳng những thế, thanh kiếm bên trong Trảm Tiên Kiếm Hồ còn bị Thiên Công của thần điện chém gãy. Cũng trong trận chiến đó, Trảm Tiên Kiếm Hồ bị trọng thương, cuối cùng được nhân vương thu hồi mới có thể giữ lại được. Trảm Tiên Kiếm Hồ trước mặt Diệp Huyên hơi rung lên. Hắn cảm nhận được cảm xúc của Trảm Tiên Kiếm Hồ. Không cam lòng. Vô cùng không cam lòng. Trận chiến của nhân tộc và thần năm đó, hai món thần khí là thứ vô cùng quan trọng, chỉ có thần khí mới có thể chống lại thần khí. Nếu không để thần khí chống lại con người, người bình thường hoàn toàn không thể chống lại được. Dù là nhân vương, lúc đối mặt với thần cầm Thiên Công khi đó cũng hoàn toàn bị áp đảo. Dưới tình huống thực lực ngang nhau, thần khí chính là vật mấu chốt để quyết định thắng bại. Khi đó, sau khi Trảm Tiên Kiếm Hồ bại trận, nhân tộc lập tức bị thần áp chế, vì khi đó nhân tộc đã không còn thần khí nào có thể chống lại thần đao Thiên Công sắc bén nhất tứ duy nữa. Trận chiến đó, nhân tộc thất bại thảm hại. Một lát sau, Diệp Huyên thôi suy nghĩ, hắn nhìn Trảm Tiên Kiếm Hồ trong tay, lúc này, Trảm Tiên Kiếm Hồ đang rung nhẹ. Diệp Huyên cười nói, năm đó không phải lỗi của ngươi, sau này chúng ta lại đấu một trận với Thiên Công đó, thế nào? Trảm Tiên Kiếm Hồ không ngừng rung lên, sau đó biến thành một tia kim quang bay vào giữa chân mày của Diệp Huyên, trong nháy mắt, giữa chân mày hắn xuất hiện một dấu hồ lô nho nhỏ rồi nhanh chóng biến mất. Dung hợp. Lúc này, Trảm Tiên Kiếm Hồ và Diệp Huyên đã hoàn toàn dung hợp, cũng có thể nói là nó đã nhận Diệp Huyên làm chủ. Điều này khiến Diệp Huyên hơi ngạc nhiên, hắn không ngờ thần vật này lại cứ thế nhận mình làm chủ. Hơi đơn giản quá. Nhưng đây cũng là chuyện tốt. Diệp Huyên vung tay phải, kiếm Thiên Chu xuất hiện trong tay hắn, một khắc sau, Trảm Tiên Kiếm Hồ cũng xuất hiện trước mặt hắn, sau đó, kiếm Thiên Chu bay thẳng vào trong Trảm Tiên Kiếm Hồ. Ong! Trong nháy mắt, một tia kiếm reo đột nhiên vang vọng khắp tháp giới ngục. Lúc này, tháp giới ngục đều đang rung lên, nhưng chẳng mấy chốc đã yên tĩnh trở lại. Vẻ mặt Diệp Huyên lập tức trở nên vô cùng nặng nề, vào khoảnh khắc kiếm Thiên Chu bay vào trong Trảm Tiên Kiếm Hồ, hắn cảm nhận được sự nguy hiểm. Sự nguy hiểm đến từ Trảm Tiên Kiếm Hồ. Trảm Tiên Kiếm Hồ là một món thần khí mạnh nhất nhân tộc năm đó. Còn kiếm Thiên Chu là thanh kiếm sắc bén nhất hiện tại của vũ trụ tứ duy, hai thứ này kết hợp sẽ đáng sợ đến mức nào. Lúc này, hắn mới hiểu vì sao nhân vương lại nói kiếm Thiên Chu này hợp với mình. Vì chỉ có kiếm Thiên Chu trong tay hắn mới xứng với Trảm Tiên Kiếm Hồ này, hoặc có thể nói, cũng chỉ có Trảm Tiên Kiếm Hồ mới xứng với kiếm Thiên Chu thôi. Viêm Già đứng trước mặt Diệp Huyên nhìn Trảm Tiên Kiếm Hồ và kiếm Thiên Chu đang hợp nhất,
hai thứ này hợp nhất, ngươi sẽ đủ sức đấu một trận với cô gái tóc trắng kia. Nghe vậy, Diệp Huyên tỏ vẻ kích động, đáng sợ thế sao? Viêm già nhẹ giọng nói, có thể đấu một trận, nhưng ngươi sẽ chết. Diệp Huyên không hiểu, vì sao? Viêm già giải thích, vì e rằng ngươi bây giờ khó mà chịu được lực lượng của hai thứ này, đặc biệt là hồ lô này của ngươi, nếu thúc giục kiếm trận, kiếm thiên chu ra khỏi vỏ, lực lượng đó dù là đại thế giới huyền hoàng của ngươi cũng không chịu nổi, huống hồ là người phàm mắt thịt như ngươi. Diệp Huyên trầm giọng nói, Viêm già cô nương, cơ thể của ta đã đạt tới đăng phong cảnh rồi. Vẻ mặt Viêm già không chút cảm xúc, dù ngươi đạt đến đỉnh cao của thế giới này cũng khó mà chịu được. Diệp Huyên ngạc nhiên, đáng sợ như vậy sao? Viêm già nói, tạm thời không nói đến hồ lô kia, chỉ nói thanh kiếm này thôi, ngươi có thể phát huy ra uy lực chân chính của nó không? Diệp Huyên lắc đầu, uy lực của kiếm thiên chu này, dù là hắn bây giờ cũng không thể nào phát huy được hoàn toàn. Viêm già lại nói, nếu kiếm này nằm trong tay chủ nhân ban đầu của nó, người nghĩ xem uy lực của nó sẽ đáng sợ đến mức nào. Diệp Huyên im lặng. Viêm già lại nói, kiếm này kết hợp với hồ lô, uy lực sẽ mạnh đến mức ngươi không thể tưởng tượng nổi. Diệp Huyên cười hì hì, cho dù thế nào cũng xem như có thêm một lá bài tẩy để giữ mạng. Nói xong, hắn như nhớ đến điều gì, nhìn thanh kiếm của cô gái váy trắng trước mặt, Viêm già cô nương. Nếu Trảm Tiên kiếm hồ sử dụng kiếm này, có phải uy lực sẽ càng mạnh hơn không? Viêm già im lặng. Diệp Huyên hỏi, sao thế? Viêm già trầm giọng nói, sử dụng kiếm này, người chết đầu tiên sẽ là ngươi. Diệp Huyên tỏ vẻ khó hiểu, vì sao? Viêm già lạnh lùng nói, vì hồ lô này của ngươi không chịu nổi uy lực của nó. Diệp Huyên. Viêm già nhìn kiếm của cô gái váy trắng, vẻ mặt nặng nề, với sức mạnh của kiếm này. Dù là ở ngũ duy cũng rất ít ai có thể chống lại. Diệp Huyên gật đầu, đến bây giờ, hắn vẫn không dám tùy tiện sử dụng nó. Vì bây giờ hắn vẫn chưa thể khống chế nó được. Bây giờ sử dụng thanh kiếm này có lẽ sẽ làm tổn hại đến cả bản thân mình. Diệp Huyên đột nhiên giơ tay cầm lấy thanh kiếm của cô gái váy trắng, thanh kiếm cũng không phản kháng, nhưng hắn chỉ cầm kiếm chứ không dám sử dụng nó. Một khi sử dụng, chắc chắn sẽ là hủy thiên diệt địa. Nghĩ đến đây, Diệp Huyên không khỏi cười khổ, hắn chợt phát hiện tất cả lá bài tẩy của mình bây giờ đều gần như là lấy mạng đổi mạng với người ta. Dù là Trảm Tiên kiếm hồ hay kiếm của cô gái váy trắng, hoặc là lục đạo chân ngôn kia, bây giờ hắn đều không dám tùy tiện sử dụng. Viêm già đột nhiên cất lời, nâng cao cảnh giới, việc ngươi cần làm bây giờ là nâng cao cảnh giới, chỉ có như thế, ngươi mới có thể sử dụng những ngoại vật này dễ dàng hơn. Diệp Huyên gật đầu. Bây giờ hắn đã là trưởng đạo cảnh, ở trên là thiên đạo cảnh, sau đó là phong đế. Trên phương diện cảnh giới, khoảng cách giữa hắn và cao thủ đứng đầu thế giới này ngày càng thu hẹp lại. Như nghĩ đến điều gì, Diệp Huyên đột nhiên hỏi, Viêm già cô nương, Liên Thiển tiền bối không sao chứ? Trước đó sau khi giết chết một cao thủ vị chi cảnh, Liên Thiển đã trở về trong tháp, bây giờ không có chút động tĩnh nào cả. Viêm già lắc đầu, nàng không sao. Ngươi không cần lo lắng cho nàng quá. Diệp Huyên gật đầu, sau đó lấy kiếm ra bắt đầu hấp thu. Đột phá cảnh giới. Thấy Diệp Huyên bắt đầu tu luyện, Viêm già lui ra ngoài, nàng ta đi tới tầng 6, thấy Liên Thiển đang đứng yên trước quan tài băng trên tầng 6. Viêm già đi tới bên cạnh Liên Thiển, nhẹ giọng hỏi, sao vậy? Liên Thiển trầm giọng nói, lúc trước, ta và Giản Tự Tại kia cũng cảm nhận được một lực lượng thần bí. Viêm già nhíu mày, thần. Liên Thiển gật đầu, chắc là thần trong miệng thần điện. Viêm già nói với giọng điệu nặng nề, thực lực của đối phương thế nào? Liên Thiển lắc đầu, không biết, nhưng đem lại cho ta cảm giác rất nguy hiểm. Nói đến đây, nàng ta nhìn xuống dưới, trong mắt lộ vẻ lo âu, thế giới này không đơn giản như chúng ta nghĩ đâu. Viêm già gật đầu. Vũ trụ tứ duy. Văn minh và hệ thống võ đạo của vũ trụ tứ duy kém ngũ duy quá nhiều, nhưng vũ trụ này cũng không hề đơn giản, đặc biệt là ba kiếm tu bọn họ gặp khi vừa đến vũ trụ này. Lúc đó tháp giới ngục ngông cuồng đến mức nào? Cuối cùng vẫn phải chịu thua. Nếu ngũ duy khinh thường tứ duy, chắc chắn sẽ phải trả giá đắt. Đặc biệt là ba kiếm tu kia, ba người này. Nghĩ đến ba người này, sắc mặt Liên Thiển trở nên càng nặng nề hơn.
Viêm gia đột nhiên nói, có tin tức của đại tỷ chưa? Đại tỷ, đạo tắc tầng 9 của tháp giới ngục, cũng là tồn tại lúc trước tháp giới ngục kiêng rẻ nhất. Liên Thiển lắc đầu, những năm gần đây, ta vẫn luôn thử liên lạc với đại tỷ, nhưng không thu hoạch được gì hết. Viêm gia khẽ thở dài, không nói gì thêm nữa. Liên Thiển lại nói, bây giờ ta chỉ không biết trong thần điện đó rốt cuộc có bao nhiêu thần, nếu là một còn đỡ, nhưng nếu có rất nhiều. Viêm gia nhìn xuống chỗ của Diệp Huyên dưới tầng thứ nhất, tên này, còn sống thật sự không dễ dàng gì. Chưa nói đến ngũ duy, chỉ tứ duy thôi đã có rất nhiều người muốn Diệp Huyên chết rồi. Nhưng cũng may tên này có chỗ dựa, nếu không có trăm cái mạng cũng không đủ chết. Lúc này, Liên Thiển đột nhiên nói, kẻ ta sợ bây giờ không phải thần điện, cũng không phải là cái đám gọi là thần kia, cái ta sợ là người phụ nữ phía sau tiểu tử này. Viêm gia nhìn Liên Thiển, có ý gì? Liên Thiển trầm giọng nói, bình thường người này cứ nói cười cười, nhưng thật ra lại là một kẻ quyết đoán, nếu thần điện ép hắn đến bước đường cùng, lỡ như hắn thả tầng 8 và tầng 9 ra. Nghe vậy, sắc mặt Viêm gia lập tức thay đổi. Thả tầng 8 và tầng 9 ra. Hai tầng này cũng không phải tầng 5 tầng 6, tầng 5 tầng 6 còn dễ nói chuyện, chứ tầng 8 và tầng 9. Đương nhiên, quan trọng nhất vẫn là cô gái váy trắng kia. Cô gái váy trắng kia xem chúng sinh như run rế, nhưng lại chỉ ngoại lệ với Diệp Huyên. Một khi Diệp Huyên chết thảm ở đây, người phụ nữ kia nổi điên, e rằng sẽ giết từ vũ trụ tứ duy thẳng đến ngũ duy. Ai có thể áp chế cô gái váy trắng đang nổi điên chứ? Ai có thể? Nghĩ đến đây, tâm trạng Liên Thiển trở nên nặng nề. Dưới tình huống bình thường, cô gái váy trắng đó đã khiến người ta thấy sợ rồi, còn nếu nàng ta nổi điên lên. Viêm gia chợt cất lời, bây giờ rốt cuộc cô gái váy trắng kia đang làm gì? Liên Thiển trầm giọng nói, nàng ta đang ngăn cản nhân quả thay người này, nhân quả đến từ ngũ duy, nếu không có nàng ta, e rằng những người ở ngũ duy kia đã phát hiện ra hắn, hơn nữa còn đến tìm hắn từ lâu. Nói đến đây, nàng ta ngẩng đầu nhìn lên, ánh mắt có hơi mờ mịt, một mình nàng ta chống lại cả thế giới ngũ duy, thay cho cái tên Diệp Huyên kia. Tầng 1 tháp giới ngục. Lúc này Diệp Huyên đã hấp thụ 5 thanh thần kiếm, hơi thở quanh người hắn càng ngày càng mạnh. Bây giờ hắn đã là Bắc Cảnh Vương, tiền tài không còn là thứ hắn cần phải quan tâm nữa rồi. Bây giờ hắn không cần lo lắng đến vấn đề tiền của. Những thanh kiếm này, chỉ cần hắn nói một tiếng sẽ có người tìm đến cho hắn. Không chỉ có Bắc Cảnh, bây giờ các thế lực ở Huyền Hoàng cũng đang cung cấp tài nguyên cho hắn, có thể nói bây giờ hắn chỉ cần cố gắng trở nên mạnh mẽ là được, hoàn toàn không cần để tâm đến vấn đề tài nguyên. Đãi ngộ thế này rất thoải mái. Mà lúc này, hắn mới cảm nhận được lợi ích của quyền lực. Chỉ cần nói một câu, sẽ có vô số người bận rộn vì mình. Nhưng nếu để hắn lựa chọn, hắn vẫn sẽ chọn ở một mình không có ràng buộc, không dính dáng đến chuyện bên ngoài, cảm giác đó thoải mái hơn bây giờ. Tâm tự tại mới thật sự tự tại. Đương nhiên hắn hiểu bây giờ không phải lúc nói đến tự tại, bây giờ thực lực của hắn vẫn chưa cho phép hắn hướng đến tự do, bây giờ hắn cần hợp tác với các thế lực của đại thế giới Huyền Hoàng cùng chống lại thần điện. Lúc trước nếu không nhờ các thế lực của Huyền Hoàng giúp đỡ, Bắc Cảnh chắc chắn không thể thắng được thần điện. Dù sao cao thủ đăng phong cảnh của hai bên cũng chênh lệch không ít. Một lúc lâu sau đó, Diệp Huyên đột nhiên đứng lên. Một hơi thở mạnh mẽ đột nhiên lan ra quanh người hắn. Diệp Huyên mở mắt, kiếm quang như tia chớp lóe lên trong mắt. Một lát sau, Diệp Huyên nhắm mắt, từ từ siết chặt tay phải, một lực lượng mạnh mẽ tập trung từ trong nắm đấm của hắn. Thiên đạo cảnh. Bây giờ hắn đã từ trưởng đạo cảnh đạt đến thiên đạo cảnh, trên đó chính là phong đế. Phong đế là một đường ranh giới. Chỉ cần đạt tới phong đế cảnh, các phương diện của hắn đều sẽ được đề cao, đặc biệt là uy lực của nhất kiếm vô lượng, chắc chắn có thể mạnh hơn gấp mấy lần. Bây giờ hắn cũng không thể phát huy được hết uy lực của rất nhiều lá bài tẩy của mình, nguyên nhân là vì cảnh giới quá thấp, không thể hoàn toàn khống chế nó. Chỉ cần đạt tới phong đế, thực lực của hắn sẽ tăng vọt. Dù cảnh giới hơi thấp, nhưng cảnh giới thân thể của hắn cũng không thấp. Bây giờ cảnh giới thân thể của hắn là đăng phong cảnh đỉnh cao, cộng thêm chân mệnh thiên long kia, có thể nói cao thủ đăng phong cảnh bình thường khó mà làm hắn bị thương được.
Có thể nói, bây giờ một mình hắn đấu với một cao thủ đăng phong cảnh hoàn toàn không có chút áp lực nào. Đương nhiên nếu so với cô gái tóc trắng kia, thực lực của hắn bây giờ e rằng vẫn còn chưa đủ. Một lát sau, Diệp Huyên rời khỏi tầng thứ nhất, đi tới lối vào tầng 8. Tầng 8. Thật ra hắn vẫn luôn tò mò, không biết tầng 8 này là cái gì. Hắn đã được thấy thực lực của Giản Tự tại tầng 5 và ma chủ tầng 6 rồi, thực lực của hai người họ thôi mà đã mạnh như thế rồi, thì tầng 8 và tầng 9 phải mạnh đến mức nào đây? Diệp Huyên yên lặng một lát, sau đó đột nhiên nói, các hạ, chúng ta nói chuyện một lát nhé. Trong tầng 8 có một giọng nói vang lên, được. Diệp Huyên thầm thấy vui mừng, còn muốn nói thêm thì lúc này, Liên Thiển đột nhiên xuất hiện bên cạnh hắn, nàng ta nhìn tầng 8, nếu ngươi muốn chết thì nói chuyện đi. Diệp Huyên nhìn Liên Thiển, vì sao? Vẻ mặt Liên Thiển không chút cảm xúc, đi. Nói xong, nàng ta đưa Diệp Huyên rời khỏi tháp giới ngục. Bên ngoài tháp, Liên Thiển đi tới cửa đại điện, nàng ta nhẹ giọng nói, tầng 8 không phải ma chủ và Giản Tự Tại, thực lực của ngươi vẫn còn thua kém rất nhiều, ngươi hoàn toàn không có tư cách trò chuyện với đối phương, biết chưa? Diệp Huyên trầm giọng nói, ta nắm giữ cái tháp này. Liên Thiển lắc đầu, không tính là thật sự nắm giữ, nếu ngươi thật nắm giữ nó, ngươi chỉ cần đồng ý nghĩ là có thể trấn áp thần điện kia rồi. Năm đó tháp này bị trọng thương. Linh trí của nó đã rơi vào trạng thái ngủ say, dù bây giờ đã tỉnh nhưng linh trí vẫn giống như một đứa trẻ 3 tuổi. Bây giờ nó rất biết điều, rất nghe lời ngươi, nhưng một khi linh trí của nó hoàn toàn khôi phục, khi đó ngươi sẽ phát hiện chỗ dựa lớn nhất của mình sẽ trở thành kẻ thù lớn nhất. Diệp Huyên hơi do dự, sau đó hỏi, Liên Thiển cô nương, tháp giới ngục có sợ cô gái váy trắng không? Liên Thiển đáp, sợ, ai trong tháp cũng đều sợ. Diệp Huyên đang muốn nói tiếp thì Liên Thiển lại nói, nàng ta có thể đi theo bên cạnh ngươi mãi không? Diệp Huyên im lặng. Liên Thiển lại hỏi, cô gái váy trắng đủ mạnh, tháp này, cả ta và những tồn tại bên trong, dù từng là chủ nhân trước đây chắc chắn cũng sẽ tôn trọng nàng ta, nhưng ngươi thì sao? Ngươi lấy cái gì để tháp này và những cao thủ mạnh mẽ trong tháp tôn trọng đây? Diệp Huyên yên lặng. Liên Thiển nói tiếp, mọi người đều tôn trọng cao thủ. Nhưng bây giờ ngươi vẫn chưa phải là cao thủ, ngươi chỉ có quan hệ với cao thủ thôi, biết chưa? Diệp Huyên nhún vai, Liên Thiển cô nương, những gì người nói ta đều hiểu, nhưng ông trời chứng giám, ta có thể làm thế nào đây? Người nói xem ta nên làm gì, hay là người cho ta một lời chỉ dẫn với tình trạng hiện tại đi? Liên Thiển im lặng một lát rồi nói, tìm cô gái váy trắng. Nói xong, nàng ta xoay người biến mất. Diệp Huyên. Lúc này, Khương Cửu và Thượng Quan Tiên Nhi đến. Diệp Huyên nhìn hai cô gái, cười nói, các cô có thể đi tìm Tiểu Thất, chuyện ở Bắc Cảnh bây giờ đều do nàng xử lý. Thượng Quan Tiên Nhi nhìn Diệp Huyên, mới đây đã bỏ mặc không muốn quản lý rồi à? Diệp Huyên cười ha ha. Sau khi Tiểu Thất trở lại, hắn thật sự không muốn quan tâm đến chuyện gì nữa. Bây giờ hắn chỉ muốn tập trung tu luyện, thời gian còn lại sẽ ở bên Diệp Liên. Thượng Quan Tiên Nhi cười, e rằng bây giờ ngài vẫn còn phải quản lý. Diệp Huyên khó hiểu, vì sao? Thượng Quan Tiên Nhi đáp, phi Tiểu Thất bệ hạ đang bế quan. Bế quan? Diệp Huyên gật đầu, lúc trước Tiểu Thất cũng lấy được rất nhiều thứ tốt từ nhân vương kia, có lẽ bây giờ đang sử dụng nó. Có thể tưởng tượng được, sau khi xuất quan, chắc hẳn thực lực của Tiểu Thất sẽ mạnh hơn rất nhiều. Yêu nghiệt! Diệp Huyên cười lắc đầu, thiên phú và cơ duyên của Tiểu Thất không phải tốt bình thường đâu. Chỉ khi ở cùng Tiểu Thất, hắn mới cảm nhận được áp lực. Thượng Quan Tiên Nhi lại nói, có một chuyện, nhà họ Hiên Viên, Phu Tộc, Kiếm Vũ Môn, Tiên Kiếm Tông đều yêu cầu đến Bắc Cảnh chúng ta, là đưa tất cả mọi người đến. Diệp Huyên nhẹ giọng hỏi, đề phòng tấn công của thần điện à? Thượng Quan Tiên Nhi gật đầu, bây giờ bất cứ một thế lực nào trong chúng ta đều không có khả năng một mình chống lại thần điện, chỉ liên thủ mới có thể đấu một trận với thần điện, vì vậy bọn họ muốn chuyển hết tới Bắc Cảnh, nói một cách đơn giản là có phúc cùng hưởng, có họa cùng chia. Diệp Huyên ngẫm nghĩ một lát, sau đó gật đầu, được thôi. Thượng Quan Tiên Nhi gật đầu, nói tiếp, còn một chuyện nữa cần ngài quyết định. Diệp Huyên, nói đi. Thượng Quan Tiên Nhi trầm giọng nói, ta và Tiểu Cửu quyết định sử dụng tất cả tài nguyên nâng cao thực lực cho cao thủ của Bắc Cảnh chúng ta,
Những tài nguyên này bao gồm đan dược, nguyên tinh, trang bị, dù sao cũng là sử dụng tất cả tài nguyên hiện có nâng cao thực lực cho mọi người. Diệp Huyên gật đầu, việc này được. Hắn rất hiểu, có nhân tài có tương lai. Nếu trận chiến với thần điện không thể thắng lợi, cuối cùng những tài nguyên này đều sẽ thuộc về thần điện. Người quan trọng nhất. Thượng quan Tiên Nhi gật đầu, ta không còn chuyện gì nữa. Nói xong, nàng ấy nhìn về phía Khương Cửu. Khương Cửu nhìn Diệp Huyên, người nói chúng ta nghe xem, trận chiến này chúng ta có bao nhiêu phần thắng? Bao nhiêu phần thắng? Diệp Huyên lắc đầu, không có. Hai cô gái im lặng. Diệp Huyên nhẹ giọng nói, đến bây giờ chúng ta vẫn chưa biết thần trong truyền thuyết mạnh đến mức nào, nhưng có lẽ chúng ta sẽ được biết nhanh thôi. Thần. Đối với vị thần còn chưa từng xuất hiện, Diệp Huyên hoàn toàn không có chút tự tin nào. Khương Cửu gật đầu, cho dù thế nào thì mọi người cũng cùng nhau đối mặt. Diệp Huyên cười nói, chuyện Bắc Cảnh giao cho hai người. Ta đến huyền hoàng giới một chuyện. Nói xong, hắn đứng dậy biến thành một tia kiếm quang rồi biến mất. Huyền hoàng giới. Diệp Huyên đi thẳng tới huyền hoàng điện, trong điện chỉ có một mình huyền hoàng chủ. Thấy Diệp Huyên. Huyền hoàng chủ cười nói, điều ngươi muốn hỏi, ta cũng không biết. Diệp Huyên cười khẽ, thần của bọn họ vẫn chưa đến, đúng không? Huyền hoàng chủ gật đầu, bà ta đột nhiên nhớ đến điều gì, hơi híp mắt lại, ngươi. Diệp Huyên hơi nhếch môi, nở nụ cười dữ tợn, vậy vì sao chủ ta phải đợi thần của bọn họ đến? Huyền hoàng chủ siết chặt tay, mạo hiểm. Diệp Huyên cười nói, mạo hiểm, bây giờ chúng ta còn có thể chống lại bọn họ. Nhưng nếu thần của bọn họ đến, chúng ta chống lại bằng cách nào đây? Huyền hoàng chủ im lặng. Diệp Huyên nói tiếp, bây giờ là cơ hội tốt nhất để chúng ta ra tay. Giải quyết bọn họ trước khi thần của bọn họ đến. Huyền hoàng chủ vẫn im lặng, nhưng bà ta lại siết chặt tay hơn. Diệp Huyên lại nói, bây giờ chúng ta yếu thế, nhưng cũng không thể ngồi chờ chết chính là chậm chạp chờ đợi cái chết. Chỉ có chủ động tấn công. Chúng ta mới có cơ hội. Nói đến đây, hắn ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, giết cô gái tóc trắng kia trước đã. Giết cô gái tóc trắng. Người phụ nữ này là một mối họa lớn, nếu đợi thần đó tới, khi đó nàng ta liên thủ với thần, Bắc Cảnh ngăn cản bằng cách nào đây? Hoàn toàn không thể ngăn cản được. Dù sao Giản Tự Tại nhiều nhất cũng chỉ có thể chống lại một người mà thôi. Cho nên hắn quyết định thiên hạ thủ vi cường. Lúc này, huyền hoàng chủ nhìn về phía Diệp Huyên, có bao nhiêu chắc chắn? Diệp Huyên lắc đầu, không có. Hoàng huyền chủ im lặng. Diệp Huyên nói, dù sao chúng ta cũng nằm ở thế yếu, quá lắm chính là chết thôi, sợ cái gì? Hoàng huyền chủ vẫn im lặng. Diệp Huyên nói tiếp, thế nào? Huyền hoàng chủ nhìn Diệp Huyên, chuyện này thật sự rất mạo hiểm, người nghĩ kỹ chưa? Diệp Huyên gật đầu, nghĩ rất kỹ rồi. Hoàng huyền chủ đi lại trong điện một lúc lâu, sau đó nói với Diệp Huyên, chắc chứ? Diệp Huyên lại gật đầu, chắc chắn. Hoàng huyền chủ gật nhẹ đầu, ta ủng hộ ngươi. Diệp Huyên trầm giọng nói, đại tỷ, bà đừng nói với ta là bà chỉ ủng hộ trên tinh thần đó nhé, không làm như thế được. Hoàng huyền chủ hơi bất mãn, gọi ai là đại tỷ đấy? Trông ta già lắm sao? Diệp Huyên. Hoàng huyền chủ nói với giọng điệu nặng nề, ra tay ngay bây giờ luôn sao? Diệp Huyên lắc đầu, ta sẽ ra tay trước. Nói xong, hắn xoay người rời đi. Mấy giây sau, một tiếng kiếm reo vang vọng khắp trời, truyền thẳng tới thương khung giới. Cùng lúc đó, một giọng nói tựa như sấm vang vọng khắp huyền hoàng giới, ta Diệp Huyên, xin khiêu chiến. Diệp Huyên khiêu chiến thần điện. Lúc này, cả huyền hoàng giới thoáng chốc sôi trào. Thần điện. Diệp Huyên đứng yên trước thiên môn, hắn cầm kiếm thiên chu trong tay, trên môi là nụ cười nhàn nhạt. Lúc này, một cô gái đột nhiên xuất hiện trước thiên môn. Cô gái tóc trắng cả người phát ra tia chớp. Cô gái tóc trắng Diệp Huyên, ai cho ngươi lá gan này vậy? Diệp Huyên cười nói, đừng nhiều lời làm gì, thần điện các ngươi phái ai tới chiến đấu? Không phải là ngươi chứ? Cô gái tóc trắng hờ hững đáp, không thể là ta hà. Diệp Huyên cười, chậc chậc, không ngờ thần điện lại mặt dày thế. Ngươi xem ta đi, ta chỉ mới 20 tuổi, còn ngươi thì sao, chắc ít nhất cũng mấy chục nghìn tuổi rồi nhỉ. Ngươi đánh với ta không thấy cắn rứt lương tâm sao?
Cô gái tóc trắng nhìn Diệp Huyên, sao hả, tới đây là muốn đấu khẩu với ta à? Diệp Huyên nói, bảo thế hệ trẻ của thần điện các ngươi ra đây. Cô gái tóc trắng đột nhiên vung tay phải, một vùng lôi quang xuất hiện. Trong nháy mắt, Diệp Huyên bị chấn động đến mức bay xa nghìn trượng, hắn vừa dừng lại, không gian chỗ hắn đứng lập tức nứt ra. Cô gái tóc trắng ở phía xa lạnh lùng nhìn Diệp Huyên, đấu tay đôi. Diệp Huyên, có phải ngươi càng sống càng ngu xuẩn không? Vì sao thần điện của ta phải cho thế hệ trẻ đấu với ngươi? Bây giờ chúng ta là ngươi chết ta sống. Dứt lời, nàng ta đột nhiên biến mất. Xẹt! Một tia chớp lóe lên. Cách đó không xa, sắc mặt Diệp Huyên thay đổi, mẹ kiếp, người phụ nữ này không suy nghĩ giống người bình thường gì cả. Hắn không dám nghĩ nhiều nữa, cầm kiếm thiên chu bằng hai tay chém về mảnh đất phía trước một cái. Xoẹt! Một tia kiếm quang chém thẳng lên lôi quang. Một tiếng nổ vang lên trước thiên môn, Diệp Huyên lập tức bị đánh bay sang nghìn trượng, mà hắn còn chưa dừng lại, một vùng lôi quang đã bao phủ lấy hắn. Người phụ nữ này không hề nương tay. Vẻ mặt Diệp Huyên trở nên nặng nề, người phụ nữ này là muốn giết chết hắn luôn. Diệp Huyên không dám nương tay nữa, lập tức xuất kiếm. Ong! Một tiếng kiếm reo đột nhiên vang lên, một khắc sau, lôi quang kia lập tức bị vỡ nát, cùng lúc đó, cô gái tóc trắng lùi lại gần trăm trượng. Sau khi nàng ta dừng lại, Diệp Huyên đã biến mất. Nhất kiếm vô lượng. Cô gái tóc trắng nhìn lòng bàn tay của mình, trong lòng bàn tay nàng ta có một vết kiếm sâu. Nhìn vết kiếm này, cô gái tóc trắng cau mày. Diệp Huyên làm nàng ta bị thương. Nàng ta hiểu rõ giữa Diệp Huyên và mình chênh lệch đến mức nào, nhưng lúc này, nàng ta chợt phát hiện sự chênh lệch này cũng không lớn lắm. Diệp Huyên có thể làm nàng ta bị thương. Nếu để Diệp Huyên tiếp tục trưởng thành, chẳng phải sẽ có thể đấu lại nàng ta sao? Mà Diệp Huyên mới có bao nhiêu tuổi? 20 tuổi mà thôi. Nếu còn tiếp tục trưởng thành. Nghĩ đến đây, ánh mắt cô gái tóc trắng dần trở nên lạnh lẽo, nàng ta nhìn một vòng xung quanh, chẳng mấy chốc, không gian xung quanh bắt đầu sôi trào, vô số tia chớp tụ tập, trong nháy mắt, không gian mấy chục dặm xung quanh bị sấm sét của nàng ta bao trùm. Nhưng nàng ta vẫn không phát hiện Diệp Huyên. Diệp Huyên như bốc hơi khỏi nhân gian vậy. Cô gái tóc trắng cau mày, sao có thể? Dứt lời, nàng ta siết chặt tay, không gian xung quanh bắt đầu dần co lại, chẳng mấy chốc đã co rúm đến kỳ lạ, nhưng nàng ta vẫn không phát hiện ra Diệp Huyên. Không còn ở đây nữa. Cô gái tóc trắng càng nhíu mày sâu hơn, cái quỷ gì vậy? Nói xong, nàng ta đột nhiên vung tay phải. Một tia lôi quang đánh thẳng xuống Thiên Giang Thành. Rõ ràng là muốn ép Diệp Huyên ra ngoài. Đúng như dự đoán, khi tia chớp muốn đánh lên Thiên Giang Thành, một tia kiếm quang chợt chém lên nó. Lôi quang lập tức vỡ vụn. Diệp Huyên cũng xuất hiện. Trước thiên môn, cô gái tóc trắng nhìn Diệp Huyên, người cũng có chút bản lĩnh đấy, không ngờ lại có thể làm ta bị thương. Diệp Huyên nhìn cô gái tóc trắng, có thể đừng ỷ lớn hiếp nhỏ không? Chúng ta chiến đấu công bằng. Cô gái tóc trắng cười nhạt, chiến đấu công bằng. Rõ ràng thần điện ta có thể chèn ép ngươi, vì sao phải chiến đấu công bằng? Ngươi tưởng ta bị ngốc sao? Dứt lời, nàng ta chợt biến thành một tia lôi quang lao về phía Diệp Huyên. Vèo. Không gian chỗ nàng ta đi qua không ngừng sụp đổ. Lôi uy. Vào khoảnh khắc cô gái tóc trắng lao tới, một luồng lôi uy ngút trời bao phủ lấy cả Thiên Giang Thành. Mục tiêu của nàng ta là Diệp Huyên, nhưng nếu Diệp Huyên trốn, thì mục tiêu của nàng ta sẽ là cả Thiên Giang Thành. Với thực lực của nàng ta, nếu bay vào Thiên Giang Thành, cả Thiên Giang Thành đều sẽ biến thành cho bụi. Mục đích của nàng ta là muốn Diệp Huyên phải đối mặt trực diện với một đòn này của mình. Diệp Huyên không có đường lui. Vì sau lưng hắn chính là Thiên Giang Thành. Nhìn cô gái tóc trắng mang theo tia chớp xông đến, vẻ mặt Diệp Huyên dần trở nên lạnh lẽo. Tay phải của hắn nắm chặt kiếm thiên chu, một luồng kiếm ý mạnh mẽ tập trung trong kiếm. Sau một thoáng yên tĩnh, ong, một tiếng kiếm reo vang vọng khắp chân trời. Nhất kiếm vô lượng. Đối mặt với cô gái tóc trắng này, hắn chỉ có thể sử dụng nhất kiếm vô lượng, và cũng chỉ có mới có thể làm nàng ta bị thương thôi. Một kiếm chém ra, oanh, tia lôi quang kia bị ép dừng lại, nhưng lại không vỡ tan.
Lôi quang và kiếm quang bắt đầu giằng co trên bầu trời của Thiên Giang Thành. Phía sau lôi quang, cô gái tóc trắng nở nụ cười dữ tợn, hai luồng lôi quang đột nhiên xuất hiện trong mắt nàng ta, một khắc sau, hai luồng lôi quang bắn ra ngoài. Kiếm quang thoáng chốc vỡ nát, cô gái tóc trắng muốn ra tay, nhưng Diệp Huyên đã biến mất. Cô gái tóc trắng híp mắt lại, giơ tay về phía trước rồi nắm lấy tù. Dứt lời, không gian mấy vạn dặm xung quanh không ngừng dâng lên, cùng lúc đó, không gian cũng bị lôi quang bao trùm. Một lát sau, cô gái tóc trắng cau mày, đây là thuật ẩn giấu gì mà kỳ lạ thế? Nói đến đây, con người của nàng ta đột nhiên co lại rồi vội xoay người, vừa xoay mình, một thanh kiếm đã chĩa thẳng vào giữa chân mày của nàng ta, nhưng thanh kiếm này đã bị một tia lôi quang ngăn cản, nhưng một khắc sau. Oanh! Tia lôi quang kia thoáng chốc nổ tung, cô gái tóc trắng lùi lại mấy trăm trượng. Còn Diệp Huyên không biết đã xuất hiện ở chỗ đứng ban đầu của cô gái tóc trắng từ bao giờ. Lúc này, sắc mặt Diệp Huyên tái nhợt, rõ ràng liên tục sử dụng nhất kiếm vô lượng khiến hắn hơi mất sức. Đối diện Diệp Huyên, cô gái tóc trắng sờ giữa chân mày của mình, một giọt máu tươi chậm rãi chảy xuống từ chỗ đó. Lại bị thương. Cô gái tóc trắng nhìn giọt máu tươi trên đầu ngón tay mình, im lặng mất một lúc mới nhìn về phía Diệp Huyên, ngươi sử dụng kiếm kỹ gì đấy? Kiếm kỹ. Diệp Huyên và nàng ta chênh lệch nhau rất nhiều, nhưng kiếm kỹ kia lại bù đắp cho sự chênh lệch về cảnh giới. Đây là kiếm kỹ gì? Lúc này, cô gái tóc trắng thấy hơi tò mò. Diệp Huyên nhìn cô gái tóc trắng, nhất kiếm vô lượng. Cô gái tóc trắng híp mắt lại, nhất kiếm vô lượng, chưa từng nghe nói tới. Nói đến đây, nàng ta như nghĩ đến điều gì, con người hơi co lại, bên trong kiếm kỹ này ẩn chứa đạo tắc thần bí. Mà đạo tắc này cũng không phải đạo tắc của tứ duy, kiếm kỹ này của ngươi hơn hẳn tứ duy, cũng có thể nói là ngũ duy. Ngũ duy. Diệp Huyên sầm mặt, người phụ nữ này thật quá thông minh. Sao mình có thể gặp phải một đối thủ như thế chứ? Không thể có một đối thủ ngu ngốc được sao? Cô gái tóc trắng nói một câu với giọng điệu nặng nề, không ngờ ngươi lại có thể sử dụng tháp kia để có được kiếm kỹ thế này. Nói xong. Nàng ta nhìn Diệp Huyên, thật sự không thể tha cho ngươi được. Diệp Huyên cười nói, đã từng có rất nhiều người nói những lời này, nhưng mà, bọn họ đều đã. Lúc này, cô gái tóc trắng chợt biến thành một tia lôi quang lao về phía Diệp Huyên. Diệp Huyên sa sầm mặt, người phụ nữ này nói ra tay là ra tay ngay. Cô gái tóc trắng cũng không nương tay, rõ ràng nàng ta muốn giết chết Diệp Huyên trong một chiêu. Mà lần này... Diệp Huyên cũng không đánh trả, hắn xoay người bỏ chạy, tốc độ cực nhanh, chớp mắt một cái đã biến mất ở sâu trong tinh không. Chiến trường không thể diễn ra trên Thiên Giang Thành, nếu không hắn sẽ có rất nhiều ràng buộc. Phải dụ người phụ nữ này đi. Nhưng khi hắn xoay người đi về phía sâu trong tinh không, cô gái tóc trắng lại không đi theo cùng, mà lại xoay người di chuyển đến Thiên Giang Thành. Thấy cảnh này, Diệp Huyên lập tức thay đổi sắc mặt. Người phụ nữ này không đuổi theo. Hết cách, hắn chỉ có thể vòng lại, mà lúc này, cô gái tóc trắng cũng dừng lại, nàng ta xoay người nhìn Diệp Huyên, ngươi trốn đi. Sao ngươi không trốn nữa? Diệp Huyên nhìn chằm chằm nàng ta, tay phải của hắn nắm chặt kiếm Thiên Chu, muốn giết chết người phụ nữ trước mặt, chỉ sử dụng nhất kiếm vô lượng chắc chắn không được. Phải sử dụng đến lá bài tẩy chân chính. Trảm Tiên Kiếm Hồ. Lục Đạo Chân Ngôn. Vào lúc Diệp Huyên đang do dự, một cô gái xuất hiện trước mặt hắn. Giản Tự Tại. Nhìn thấy Giản Tự Tại, Diệp Huyên lập tức thở phào nhẹ nhõm, nếu nàng ta còn không xuất hiện, hắn thật sự chỉ có thể liều mạng với cô gái tóc trắng thôi. Mà bây giờ, nếu Giản Tự Tại giữ chân cô gái tóc trắng, thì trong thần điện sẽ không còn ai là đối thủ của hắn nữa. Thấy Giản Tự Tại, cô gái tóc trắng lập tức sa sầm mặt, cả bắc cảnh này. Chỉ có Giản Tự Tại có thực lực tương đương nàng ta, mà một khi bị Giản Tự Tại giữ chân, thì ai đến áp chế Diệp Huyên đây? Ai áp chế Diệp Huyên xấu xa này đây? Giản Tự Tại cất lời, người đi đi. Diệp Huyên gật đầu, đang muốn rời đi, lúc này, cô gái tóc trắng đột nhiên ngẩng đầu, khởi động lôi thần trận, đừng cho người này bước vào thiên môn. Cô gái tóc trắng vừa dứt lời. Vô số tia chớp lập tức tập trung trên bầu trời của thiên môn. Áp lực đáng sợ kéo xuống, khiến cả thiên địa đều run rẩy. Lôi thần trận.
Sắc mặt của Diệp Huyên bên dưới có hơi khó coi, người phụ nữ này đúng là độc ác. Diệp Huyên cũng không nghĩ nhiều nữa, lập tức biến thành một tia kiếm quang phóng lên cao. Xông vào. Hắn phải xông vào. Phải giải quyết tất cả cao thủ của thần điện trước khi thần gì đó tới. Vào khoảnh khắc Diệp Huyên lao đi, cao thủ đăng phong cảnh của Bắc Cảnh cũng xuất hiện. Phải nắm bắt trận chiến này. Nếu không đợi thần gì đó đến, những người này liên thủ, tình huống của Bắc Cảnh sẽ cực kỳ thảm hại. Bên dưới, cô gái tóc trắng nhìn chằm chằm Giản Tự Tại, người sẽ phải trả giá đắt vì hành động ngu xuẩn của mình. Giản Tự Tại cười, nếu ngươi giết hắn, ngươi cũng sẽ phải trả giá đắt. Không, cả thần điện các ngươi đều sẽ phải trả giá đắt. Cô gái tóc trắng cười gằn, ngươi sẽ mãi mãi không biết được thần mạnh bao nhiêu đâu. Giản Tự Tại nhẹ giọng nói, ngươi sẽ mãi mãi không biết người phụ nữ kia mạnh bao nhiêu. Nụ cười của cô gái tóc trắng càng trở nên dữ tợn hơn. Thế nào, chẳng lẽ nàng ta còn mạnh hơn cả thần ư? Thần. Giản Tự Tại lắc đầu. Nàng ta không biết thần trong truyền thuyết kia mạnh đến mức nào, nhưng nàng ta hiểu rõ sự cường đại của cô gái váy trắng. Cô gái váy trắng. Đó là một người mạnh đến mức vô lý. Hai người chưa nói chuyện được mấy câu đã bắt đầu đại chiến lần nữa. Còn Diệp Huyên ở cách đó không xa thì đã xông đến trước lôi thần trận, hắn cầm kiếm Thiên Chu bằng hai tay, vung lên chém xuống một cái. Xoẹt! Một tia kiếm quang bắn ra từ mũi kiếm Thiên Chu. Xoẹt xoẹt! Trong nháy mắt, vô số tia chớp bên trên Thiên Giang Thành bị kiếm quang chém vỡ. Mà theo cao thủ Bắc Cảnh đuổi đến, lôi trận bao phủ trên đầu mọi người càng ngày càng ít. Thấy cảnh này, sắc mặt của cao thủ thần điện ở sau lôi trận đều trở nên khó coi. Lúc này, mọi người mới phát hiện Diệp Huyên đã không phải người bình thường có thể áp đảo nữa rồi. Hắn đã trở thành họa lớn rồi. Lúc này, bên dưới đột nhiên vang lên giọng nói của cô gái tóc trắng, vào thiên môn, mở phòng ngự. Nghe thấy lời của cô gái tóc trắng, những cao thủ thần điện kia vội vàng lùi vào trong thiên môn, mà lúc này, một tia kiếm quang chém rách lôi trận kia. Chẳng mấy chốc, thần lôi đầy trời biến mất không còn chút tung tích. Đám người Diệp Huyên xuất hiện trước thiên môn. Thiên môn chính là một cánh cửa, mà lúc này, cánh cửa ấy đang đóng chặt. Diệp Huyên đi tới trước thiên môn, giơ tay chém xuống một kiếm. Xoẹt! Một kiếm chém xuống, thiên môn chấn động dữ dội, một vết kiếm sâu xuất hiện, nhưng chẳng mấy chốc, vết kiếm đó đã liền lại. Thấy cảnh này, Diệp Huyên cau mày, lại chém xuống một kiếm nữa. Xoẹt! Thiên môn lại bị chém ra một đường, nhưng thoáng chốc đã biến mất. Diệp Huyên sa sầm mặt, không ngờ khả năng chữa lành của thiên môn lại mạnh như vậy. Lúc này, một giọng nói vang lên trong đầu Diệp Huyên, đạo tắc không gian. Diệp Huyên hơi sửng sốt, sau đó hỏi, được à? Liên Thiển đáp, đương nhiên là được, trong thiên môn này có một không gian khác, nếu là không gian, thì đạo tắc không gian của ngươi sẽ có thể đi thẳng vào trong đó. Đạo tắc không gian của tứ duy này không ngăn được đạo tắc không gian của ngươi. Diệp Huyên gật đầu, sau đó hắn sử dụng đạo tắc không gian, chẳng mấy chốc, hắn cảm nhận được không gian bên trong thiên môn, một khắc sau, hắn siết chặt tay phải, ngay sau đó, hắn và các cao thủ Bắc Cảnh xung quanh lập tức biến mất. Không gian xung quanh chấn động kịch liệt. Lúc xuất hiện một lần nữa, mấy người Diệp Huyên đã đứng trong một đám mây. Trước mặt bọn họ có một cung điện khổng lồ đang lơ lửng, cung điện vô cùng hùng vĩ hơn tất cả các kiến trúc mà Diệp Huyên từng gặp. Cung điện này cao ít nhất trăm trượng, nguy nga lộng lẫy như được làm bằng vàng, trước tòa cung điện này có hai người khổng lồ bằng vàng, tay cầm trường thương cũng màu vàng nốt, hai người khổng lồ này cao đến trăm trượng, tỏa ra một cỗ áp lực vô hình. Trước hai pho tượng này là tượng vàng của một người đàn ông trung niên cưỡi thiên mã, ông ta cưỡi trên thiên mã. Tay trái cầm đoản kiếm, ánh mắt sâu thẳm còn mang theo sát khí, tựa như một chiến thần. Một đám cao thủ của thần điện đứng trước pho tượng của người đàn ông trung niên. Số người không nhiều, chỉ có khoảng 30 người, người dẫn đầu là thần sư của thần điện. Thần sư nhìn Diệp Huyên, người dám mạo phạm. Diệp Huyên ngắt lời ông ta, giết. Dứt lời, hắn đã xông lên. Ong! Một tiếng kiếm reo đột nhiên vang vọng. Thấy cảnh này, thần sư híp mắt lại, giơ tay phải về phía trước, một tấm chắn bảo vệ có phù văn kỳ lạ lập tức chặn trước mắt ông ta. Lúc này, kiếm đếm.
Tấm chắn bảo vệ có phủ văn kỳ lạ kia chấn động dữ dội, sau đó nứt ra. Lúc này, Diệp Huyên lại chém xuống một kiếm. Ầm, tấm chắn kia vỡ nát, nhưng lúc này, một sợi xích phủ văn đột nhiên quấn lên người Diệp Huyên, một lực lượng thần bí bắt đầu ăn mòn, nhưng một khắc sau, sợi xích kia đã bị kiếm thiên chu của Diệp Huyên chém đứt. Lúc này, thần sư đã lùi xa cả trăm trượng, ông ta vung tay phải, trong nháy mắt, chân trời đột nhiên xuất hiện vô số quả cầu lửa, chớp mắt một cái, những quả cầu lửa này đã bay đến trên đầu Diệp Huyên. Diệp Huyên mở lòng bàn tay, kiếm thiên chu bay ra. Vụt! Một tia kiếm quang bay ra từ mũi kiếm thiên chu, trong nháy mắt, những quả cầu lửa kia vỡ nát, nhưng đúng lúc này, những phù văn màu đen lớn chừng ngón tay cái kia đột nhiên bay đến trước mặt Diệp Huyên, không gian nơi nó đi qua đều bị đốt cháy. Cảm nhận được lực lượng ẩn chứa bên trong những phù văn này, sắc mặt Diệp Huyên hơi thay đổi, hắn giẫm chân phải một cái. Vụt! Một tia kiếm quang lóe lên. Nhất kiếm vô lượng. Kiếm quang chém tới, những phù văn màu đen kia lập tức tan thành mây khói. Phía đối diện, vào khoảnh khắc Diệp Huyên biến mất, thần sư thoáng híp mắt lại, một khắc sau, một tấm chắn màu lam xuất hiện trước mặt ông ta. Kiếm đến. Ầm. Tấm chắn màu xanh kia lập tức biến mất, thần sư cũng lùi về sau, trong lúc lùi lại, thân thể ông ta không ngừng vỡ nát, nhưng không gian vị trí ban đầu của ông ta, cũng chính là chỗ Diệp Huyên đứng bây giờ lại có một ngọn lửa đột nhiên cháy lên. Ầm. Diệp Huyên lập tức lùi về sau khoảng trăm trượng mới dừng lại, mà lúc này, cả người hắn đỏ bừng giống như bị hấp chín vậy. Trọng thương. Lần này, thân thể của hắn không thể hoàn toàn chịu được uy lực của ngọn lửa. Người Diệp Huyên không ngừng run rẩy, lúc này, tổ chức tế bào trên người hắn đang bị hoại tử với tốc độ rất nhanh. Lúc này, Diệp Huyên vội nói, Tiểu Linh Nhi. Nghe thấy tiếng gọi của Diệp Huyên, Tiểu Linh Nhi đột nhiên xuất hiện trước mặt hắn, cô bé còn ôm rất nhiều linh quả trong ngực. Diệp Huyên cũng không để ý những linh quả này có tác dụng gì mà lập tức ăn luôn, vô số năng lượng lan ra từ trên người hắn, dần dần, cơ thể hắn bắt đầu trở nên tốt hơn. Đang hồi phục lại. Cảm nhận được điều này, Diệp Huyên lập tức thở phào nhẹ nhõm. May là có thể hồi phục, nếu không e rằng thân thể này của hắn đã xong luôn rồi. Diệp Huyên nhìn linh quả màu vàng trong tay, thân thể hắn có thể từ từ hồi phục cũng là vì linh quả màu vàng này. Diệp Huyên nhìn Tiểu Linh Nhi, loại này, sau này trồng nhiều một chút. Tiểu Linh Nhi vội gật đầu. Diệp Huyên dịu dàng xoa đầu Tiểu Linh Nhi, cười nói, đi vào đi. Sau khi Tiểu Linh Nhi tiến vào tháp giới ngục, Diệp Huyên nhìn thần sư ở cách đó không xa, lúc này, thần sư chỉ còn lại linh hồn. Tuy một kiếm khi nãy không giết chết đối phương, nhưng đã chém vỡ thân thể của đối phương. Thần sư nhìn Diệp Huyên, linh hồn ông ta bắt đầu rung lên, vô số phù văn màu đen lượn lờ quanh người ông ta. Diệp Huyên mở lòng bàn tay ra, kiếm trấn hồn xuất hiện, một khắc sau, hắn lập tức biến mất. Nhất kiếm định hồn. Một kiếm này đặc biệt nhằm vào linh hồn. Vào khoảnh khắc Diệp Huyên biến mất, thần sư cũng biến mất luôn, vô số phù vân màu đen tựa như bóng ma bay về phía Diệp Huyên. Kiếm đến. Xoẹt. Một tiếng xé rách vang lên, Diệp Huyên xuất hiện ở vị trí ban đầu của thần sư. Thần sư dừng lại ở chỗ cách sau lưng Diệp Huyên khoảng trăm trượng, đôi mắt ông ta trở nên đờ đẫn, vì sao? Lúc này, một thanh kiếm cắm vào giữa chân mày ông ta. Thanh kiếm này đang không ngừng hấp thụ linh hồn của ông ta. Trong mắt thần sư đầy vẻ khó tin, ông ta cho rằng dù chỉ còn linh hồn, mình vẫn có thể đấu một trận với Diệp Huyên, nhưng ông ta không ngờ mình lại không đỡ được nổi một đòn như vậy. Cứ thế chết rồi. Chẳng mấy chốc, thần sư hoàn toàn biến mất. Diệp Huyên phất tay phải, kiếm trấn hồn xuất hiện trong tay hắn, lúc này, trong đầu hắn đột nhiên vang lên giọng nói hưng phấn của tiểu hồn, tiểu chủ, ta sắp đột phá. Ta sắp đột phá rồi. Diệp Huyên cười ha ha, vậy thì đột phá đi. Được. Nói xong, tiểu hồn đi vào trong tháp giới ngục. Diệp Huyên nhìn một vòng xung quanh, lúc này, cao thủ Bắc Cảnh đã hoàn toàn áp đảo thần điện. Thắng lợi, chỉ còn là vấn đề thời gian thôi. Diệp Huyên rời mắt nhìn về phía đại điện, hắn cảm nhận được một hơi thở trong đại điện đó. Một hơi thở khiến hắn cảm thấy nguy hiểm. Diệp Huyên đi tới cửa đại điện. Hắn đang định đi vào, một lực lượng mạnh mẽ đột nhiên tấn công tới từ sau lưng hắn, Diệp Huyên xoay người,
nhìn thấy một mảnh lôi quang đang bay tới. Diệp Huyên đang định ra tay, lúc này, Giản Tự Tại đột nhiên xuất hiện trước mặt hắn, nàng ta vung tay phải lên, tia lôi quang kia biến mất. Mà phía đối diện Giản Tự Tại chính là cô gái tóc trắng. Cô gái tóc trắng lạnh lùng nhìn Diệp Huyên, hay cho tên Diệp Huyên ngươi, không ngờ ngươi sẽ giở trò tiên hạ thủ vi cường. Diệp Huyên xoay người đi về phía đại điện, người phụ nữ này không cho hắn đi vào, hắn lại càng muốn đi vào. Thấy Diệp Huyên vẫn đi về phía đại điện, cô gái tóc trắng híp mắt lại, nàng ta muốn ra tay, nhưng cuối cùng vẫn không, vì có Giản Tự Tại ở đây. Có Giản Tự Tại ngăn cản, nàng ta ra tay cũng chỉ phí công. Diệp Huyên cứ thế đi vào trong đại điện, nhưng một khắc sau người hắn đã bay ra ngoài, bay xa gần nghìn trượng. Giản Tự Tại híp mắt lại, xoay người nhìn về phía đại điện, một người đàn ông cả người phát ra kim quang xuất hiện. Người đàn ông lạnh lùng nhìn đám người Diệp Huyên, đám run rế các ngươi mà cũng dám xúc phạm thần uy sao. Dứt lời, hắn ta vung tay phải lên, một vùng kim quang lóe lên, lúc này, Giản Tự Tại đột nhiên đánh ra một quyền. Vùng kim quang kia bị chặn lại, lúc này, người đàn ông đột nhiên biến mất, trong nháy mắt, vô số tàn ảnh chứa kim quang bao phủ lấy Giản Tự Tại. Trong vùng kim quang đó không ngừng có tiếng nổ vang lên. Lúc này, cô gái tóc trắng đột nhiên xông về phía đó, rõ ràng là nàng ta muốn liên thủ với người đàn ông kia để giải quyết Giản Tự Tại. Bây giờ Giản Tự Tại là người có chiến lực mạnh nhất ở Bắc Cảnh, chỉ cần giải quyết Giản Tự Tại, một mình nàng ta sẽ có thể xử lý toàn bộ Bắc Cảnh. Thấy cô gái tóc trắng xông về phía Giản Tự Tại, sắc mặt Diệp Huyên thay đổi, hắn đang muốn xông tới thì lúc này, một người đàn ông một chân xuất hiện trước mặt hắn, Diệp Huyên sửng sốt, người này là ai? Người đàn ông một chân quan sát Diệp Huyên, sau đó thở phào nhẹ nhõm, vị tiểu huynh đệ này, có thể đi với ta một chuyến không? Ông ta vẫn khá cung kính với Diệp Huyên, vì gã không biết người trước mắt rốt cuộc có quan hệ thế nào với cô gái váy trắng. Dù sao quan hệ chắc chắn không đơn giản. Khiêm nhường một chút, khiêm tốn một chút, cũng chẳng sao. Diệp Huyên ngây người, sau đó nói, vị đại ca này, bây giờ ta đang đánh nhau. Nói xong, hắn lập tức muốn xông lên, nhưng người đàn ông lại nói, ta đánh giúp cậu. Diệp Huyên dừng lại, hắn nhìn người đàn ông, không biết vị đại ca này xưng hô thế nào. Người đàn ông một chân. Lúc này trong lòng Diệp Huyên cũng thấy hơi khiếp sợ, vì khi nãy hắn cũng không phát hiện người đàn ông một chân trước mắt xuất hiện như thế nào. Hơn nữa, bây giờ đối phương đứng trước mặt hắn, nhưng hắn lại không cảm nhận được đối phương. Cao thủ. Đây chắc chắn là một cao thủ siêu cấp. Người đàn ông một chân nhìn Diệp Huyên, A tội. Diệp Huyên gật đầu, sau đó hắn chỉ bóng người trong vùng kim quang ở cách đó không xa, đánh người phụ nữ tóc trắng kia đi. Người đàn ông gật đầu, sau khi đánh xong, cậu phải đi theo ta một chuyến. Diệp Huyên ngẫm nghĩ rồi trả lời, không thành vấn đề. Giản Tự Tại tuyệt đối không thể đấu lại hai người được. Bây giờ nhất định phải có người giữ chân cô gái tóc trắng, nếu không Giản Tự Tại sẽ gặp nguy hiểm. Nghe thấy lời của Diệp Huyên, người đàn ông một chân gật đầu, cậu lùi về sau một chút. Diệp Huyên nhìn ông ta, sau đó lùi lại. Người đàn ông lại nói, lùi khoảng nghìn trượng. Khóe mắt Diệp Huyên hơi giật giật, hắn không nói gì, thật sự lùi về sau khoảng nghìn trượng. Người đàn ông một chân xoay người nhìn tàn ảnh trong vùng kim quang kia. Ông ta chậm rãi nhắm mắt lại, giơ tay ra nắm chặt một cái, một khắc sau, ông ta đánh một quyền tới từ xa. Trong nháy mắt, tàn ảnh ở vùng kim quang kia lập tức vỡ nát, cô gái tóc trắng cũng lập tức bị đẩy lui nghìn trượng, nàng ta vừa mới dừng lại, không gian sau lưng đã lập tức sụp đổ. Lúc này, tất cả mọi người đều giật mình, nhìn về phía người đàn ông ở trước mặt Diệp Huyên. Người này từ đâu xuất hiện vậy? Diệp Huyên cũng trợn mắt há mồm, mạnh thế à? Cô gái tóc trắng nhìn chằm chằm người đàn ông một chân, trên khóe miệng nàng ta có máu tươi chảy xuống. Giản Tự Tại và người đàn ông kim quang kia cũng dừng lại, hai người đều nhìn về phía người đàn ông một chân. Cô gái tóc trắng hỏi ông ta, ông là ai? Người đàn ông không trả lời, ông ta xoay người nhìn Diệp Huyên, còn đánh nữa không? Diệp Huyên gật đầu. Hắn chỉ vào cô gái tóc trắng, đánh đến chết. Người đàn ông hơi do dự, sau đó nói, lát nữa cậu phải đi với ta một chuyến,
không được đổi ý. Diệp Huyên nghiêm mặt nói, tuyệt đối không đổi ý. Người đàn ông gật đầu, ông ta nhìn cô gái tóc trắng ở cách đó không xa, một khắc sau, ông ta đột nhiên biến mất. Rắc! Không gian xung quanh lập tức nứt ra. Cô gái tóc trắng híp mắt lại, hai tay nàng ta chắp vào nhau, một tia lôi quang bắn ra từ trong lòng bàn tay của nàng ta. Ầm! Theo một tiếng nổ vang, lôi quang kia lập tức vỡ nát, cùng lúc đó, cô gái tóc trắng lại lùi về, mà nàng ta còn chưa dừng lại, một tia kiếm quang đã xuất hiện sau lưng nàng ta. Một kiếm bất ngờ xuất hiện. Nhất kiếm vô lượng. Sắc mặt cô gái tóc trắng lập tức thay đổi, nàng ta quát lên một tiếng, người biến thành lôi quang biến mất ngay tại chỗ. Xoẹt! Có tiếng xé rách vang lên. Một giây sau, cô gái tóc trắng đã đứng cách đó mấy trăm trượng, nhưng lúc này, nàng ta chỉ còn lại một cánh tay phải. Một kiếm của Diệp Huyên khi nãy đã chém đứt cánh tay trái của nàng ta. Diệp Huyên nhìn cô gái tóc trắng, thầm nói đáng tiếc, vẫn không thể giải quyết người phụ nữ này với một kiếm. Phản ứng của nàng ta thật sự quá nhanh. Cô gái tóc trắng lạnh lùng nhìn Diệp Huyên một cái, sau đó thì nhìn về phía người đàn ông một chân, rốt cuộc ông là ai? Người đàn ông không trả lời mà nhìn Diệp Huyên, đánh nữa không? Diệp Huyên trầm giọng nói, có thể đánh chết nàng ta không? Người đàn ông ngẫm nghĩ rồi đáp, để ta thử xem sao. Dứt lời, ông ta đột nhiên biến mất. Cô gái tóc trắng ở phía xa híp mắt lại, trong mắt nàng ta lóe lên ánh sáng dữ tợn, một khắc sau, nàng ta chợt siết chặt tay phải, một thanh đao bằng tia chớp xuất hiện trong tay nàng ta, sau đó, nàng ta chém một cái về phía trước. Bụt! Một đao chém xuống, lôi quang bắn khắp nơi. Ầm! Người đàn ông một chân đánh trả lại một quyền. Nắm đấm đánh ra. Oanh! Lôi quang thoáng chốc vỡ nát, hai người đều lùi lại, mà trong lúc lùi lại, cô gái tóc trắng không ngừng vung lôi nhẫn trong tay, từng tia lôi quang bắn ra. Người đàn ông một chân mở lòng bàn tay ra, nhẹ nhàng đè xuống phía trước, những lôi quang đó lập tức mở đi, một khắc sau, ông ta chợt nắm tay lại. Oanh! Tất cả lôi quang đều biến mất. Người đàn ông một chân vung tay phải về phía cô gái tóc trắng từ xa, vỡ. Vừa dứt lời, không gian xung quanh cô gái tóc trắng bắt đầu bị chém nứt, sắc mặt nàng ta thay đổi, vung tay áo lên, vô số sấm sét bắn ra từ trong tay áo của nàng ta. Ầm ầm. Không gian kia thoáng chốc bị chôn vùi, bên trong động tối không gian đen kịt kia, vô số lôi quang và một lực lượng mạnh mẽ đang không ngừng tàn phá. Cách đó không xa, sắc mặt Diệp Huyên trở nên nặng nề, hai người trước mặt và Giản Tự Tại và người đàn ông kim quang kia mới thật sự là cao thủ. Lúc trước giao thủ với cô gái tóc trắng, nếu không ngờ có nhất kiếm vô lượng, e rằng hắn còn không đấu nổi một trận. Hai người ở phía xa vẫn còn đang đại chiến. Diệp Huyên nhìn người đàn ông kim quang ở đối diện Giản Tự Tại, mà lúc này, người đàn ông đó cũng đang nhìn về phía hắn. Diệp Huyên trầm giọng nói, tỷ giữ chân hắn ta đi. Nói xong, hắn lao về phía mấy cao thủ của thần điện ở cách đó không xa. Giải quyết những cao thủ đăng phong cảnh của thần điện trước đã. Thấy Diệp Huyên lao tới, sắc mặt của mấy cao thủ thần điện đều thay đổi, bây giờ trong cả thần điện chỉ có hai người có thể giữ chân Diệp Huyên, một người là cô gái tóc trắng, còn một người nữa là người đàn ông kim quang, mà lúc này, hai người họ đều đã bị giữ chân. Bây giờ, ai có thể áp chế Diệp Huyên đây? Lúc này, cô gái tóc trắng ở cách đó không xa đột nhiên nói, rút lui. Nghe thấy lời của nàng ta, những cao thủ của thần điện lập tức xoay người bỏ chạy. Thấy thế, cao thủ bắc cảnh lập tức tỏ vẻ bất đắc dĩ. Nếu cao thủ đăng phong cảnh thế này không chịu chiến đấu thì hoàn toàn không giữ lại được. Diệp Huyên xa sầm mặt, hắn xoay người nhìn về phía xa, cô gái tóc trắng và người đàn ông một chân kia vẫn còn đang đại chiến, còn Giản Tự Tại và người đàn ông kim quang thì đang giằng co với nhau. Hai người không ai ra tay. Vì bọn họ đều biết ra tay cũng chẳng có ý nghĩa gì. Ai cũng không thể giết được ai. Diệp Huyên đột nhiên đi về phía đại điện. Thấy cảnh này, người đàn ông kim quang hơi nheo mắt, phàm nhân, người dám làm càn thử xem. Diệp Huyên không thèm để tâm đến đối phương, đi thẳng vào đại điện. Sát khí trong mắt người đàn ông kim quang như muốn hóa thành thực thể. Sau khi đi vào đại điện, Diệp Huyên nhìn một vòng xung quanh đại điện rất rộng. Trước mặt hắn có 6 pho tượng,
hai nữ bốn nam, sáu pho tượng này đưa mắt nhìn xuống dưới tản ra một áp lực vô hình. Áp lực này rất mạnh, mạnh đến mức sau khi đi vào, Diệp Huyên không thể tiến lên một bước nào nữa. Không đi được. Ngoài ra, lúc này, hắn cảm thấy mình đã không thể nào hít thở được nữa. Áp lực kia giống như muốn nghiền nát hắn. Chẳng những thế, hắn còn có cảm giác sợ hãi đến từ sâu trong linh hồn. Quỳ xuống. Không ngờ lúc này hắn lại muốn quỳ xuống, thần phục những thần này. Thần uy sao? Diệp Huyên nhìn về phía sáu pho tượng, vẻ mặt dần trở nên dữ tợn. Thần. Thần cao cao tại thượng. Không ngờ đối phương lại muốn hắn quỳ xuống. Vẻ mặt Diệp Huyên ngày càng trở nên dữ tợn, lúc này, máu huyết trong người hắn thoáng chốc sôi trào. Lúc này, một tia máu đột nhiên bắn ra từ trên người hắn, trong nháy mắt, thần uy bị tia máu kia tách ra. Diệp Huyên ngẩng đầu nhìn lên sáu pho tượng, một vùng máu đỏ tựa như biển máu xuất hiện trong mắt hắn. Lúc này, một pho tượng đàn ông trong đó đột nhiên mở mắt ra, một cỗ uy áp ngút trời dâng lên, uy áp này làm vỡ đi tia máu của Diệp Huyên. Cùng lúc đó, Diệp Huyên lại bị đánh bay ra ngoài đại điện, mà lúc này, tất cả mọi người bên ngoài đại điện đều dừng lại. Vì một áp lực vô hình đang lan ra khắp xung quanh, lúc này, như có một tảng đá lớn đang đè lên người tất cả cao thủ Bắc Cảnh, khiến người ta khó mà thở nổi. Cách đó không xa, Giản Tự Tại nhìn vào trong đại điện, ánh mắt nàng ta vô cùng nặng nề. Chẳng lẽ là thần kia sắp xuất hiện? Lúc này, người đàn ông một chân ở bên kia cũng đã dừng lại, ông ta nhìn về phía đại điện, trong mắt lộ vẻ nghi ngờ. Lúc này, trong đại điện chợt có một giọng nói vang lên, phàm nhân rốt nát, lại dám khinh nhờn thần uy, đáng chết. Sau giọng nói này, pho tượng cưỡi thiên mã, cầm búa lớn trước đại điện đột nhiên mở mắt ra, một khắc sau, ông ta nhìn xuống Diệp Huyên bên dưới, một uy áp mạnh mẽ chèn ép về phía Diệp Huyên. Lúc này, không gian xung quanh bắt đầu sôi trào. Lúc này, người đàn ông cầm búa kia đột nhiên nhảy lên, trên không trung, ông ta vung búa về phía Diệp Huyên đang đứng, không gian xung quanh thoáng chốc nứt ra, mọi người lập tức rơi vào trong hắc động. Bên kia, lúc người đàn ông cầm búa lớn ra tay với Diệp Huyên, sắc mặt Giản Tự Tại lập tức thay đổi, Diệp Huyên bây giờ hoàn toàn không thể đỡ được một búa này, nàng ta muốn ra tay. Nhưng người đàn ông kim quang trước mặt đã đánh một chưởng về phía nàng ta. Mà người đàn ông một chân kia cũng không ra tay được, vì cô gái tóc trắng trước mắt cũng đang giữ chân ông ta. Diệp Huyên ngẩng đầu nhìn cây búa lớn đang bổ xuống, vẻ mặt bình tĩnh. Hắn biết, lần này, hắn chỉ có thể dựa vào mình. Không dựa vào ai được nữa. Lúc cây búa còn cách đầu hắn khoảng mấy trượng, hắn cảm nhận được hơi thở tử vong, lần này. Hắn cảm thấy cái chết đang rất gần với mình. Diệp Huyên từ từ nhắm mắt lại, lẩm bẩm gì đó trong miệng, chẳng mấy chốc, một ngọn tháp xuất hiện giữa chân mày hắn. Tháp giới ngục. Mà lần này, hắn không phải muốn sử dụng tháp giới ngục. Diệp Huyên đột nhiên mở to mắt, quát lên, Giam Thiên. Dứt lời, không gian xung quanh chấn động kịch liệt, một khắc sau, xung quanh chợt trở nên yên tĩnh. Lúc này, thời gian tựa như dừng lại. Cây búa lớn dừng lại trên đầu Diệp Huyên, không gian xung quanh bắt đầu thay đổi, không đúng, là đang tái tạo lại, giờ khắc này, tất cả đạo tắc chi lực và pháp tắc chi lực của vũ trụ tứ duy trước thần điện đều biến mất. Đạo tắc và pháp tắc mới xuất hiện. Chẳng mấy chốc, không gian xung quanh người đàn ông trở thành một lồng giam không gian trong suốt kỳ lạ, lồng giam không gian nhốt người đàn ông vào bên trong. Xung quanh đã bình thường trở lại. Chỉ có duy nhất một điều không bình thường là người đàn ông cầm búa, không gian chỗ ông ta đang đứng bắt đầu từng chút phân giải. Người đàn ông cầm búa điên cuồng giãy giụa, ông ta muốn trốn ra, nhưng dù ông ta có giãy giụa thế nào cũng không thể thoát khỏi cái lồng giam đó. Lúc này, không gian bên ngoài thần điện đột nhiên rung lên, chẳng mấy chốc, lực lượng thần bí bắt đầu tập trung về phía thần điện. Giọng nói của Liên Thiển đột nhiên vang lên. Người sử dụng sáu đạo chân ngôn xóa đi đạo tắc và pháp tắc của thiên địa, thiên đạo của tứ duy sẽ ra tay với ngươi. Thiên đạo của tứ duy. Lúc này, Diệp Huyên đã không rảnh để tâm đến thiên đạo gì đó nữa rồi. Khi nãy sau khi sử dụng lục đạo chân ngôn, cả người hắn tựa như bị rút cạn. Suy yếu. Sự suy yếu đến từ sâu thẳm trong linh hồn. Hắn chưa từng suy yếu như vậy bao giờ. Lúc này.
người đàn ông cầm búa ở cách đó không xa đã hoàn toàn biến mất. Trực tiếp bị xóa mất. Bị lực lượng không thuộc về vũ trụ này xóa mất. Thấy cảnh này, sắc mặt mấy người cô gái tóc trắng trở nên khó coi. Bị giết chết trong nháy mắt. Một thần sứ mạnh như vậy lại bị Diệp Huyên giết chết trong nháy mắt. Hắn là ma quỷ sao? Cô gái tóc trắng nhìn Diệp Huyên ở phía xa, lúc này, nàng ta chợt phát hiện dường như mình chưa từng nhìn thấu thiếu niên trước mắt. Trong mắt người đàn ông kim quang cũng lộ vẻ nặng nề. Thực lực của thần sứ khi nãy mạnh hơn hắn ta và cô gái tóc trắng một chút, nhưng lại bị Diệp Huyên giết chết một cách dễ dàng. Điều này rất đáng sợ. Năm đó, thần chiến thắng nhân tộc, nhưng không có nghĩa là nhân tộc không có cao thủ và yêu nghiệt. Có vài cao thủ và yêu nghiệt, dù là thần cũng phải kiêng dè. Lúc này, Liên Thiển đột nhiên xuất hiện trước mặt Diệp Huyên, nàng ta nhìn mấy người cô gái tóc trắng, sau đó nhìn về phía Diệp Huyên, chúng ta đi trước đã. Diệp Huyên gật đầu. Với tình trạng của hắn bây giờ đã không thể nào đánh tiếp nữa rồi. Việc hắn cần làm bây giờ là lo chữa thương. Mấy người Diệp Huyên muốn rút lui, nhưng lúc này, cô gái tóc trắng đột nhiên nói, muốn đi à? Dứt lời, nàng ta vung tay phải lên, một tia lôi quang bắn về phía mấy cao thủ bắc cảnh. Sao nàng ta không nhìn ra bây giờ Diệp Huyên đang trong trạng thái suy yếu được? Bây giờ nếu để Diệp Huyên chạy mất, sau này đợi hắn dưỡng thương xong rồi sẽ càng khó giết hơn. Hơn nữa đã có cao thủ đuổi đến đây rồi. Việc nàng ta phải làm bây giờ là giữ chân Diệp Huyên. Thấy cô gái tóc trắng trực tiếp ra tay, Liên Thiển khẽ nhíu mày, nàng ta đột nhiên nhìn về phía người đàn ông một chân ở cách đó không xa, ông giữ chân nữ nhân kia. Người đàn ông gật đầu, sau đó xông về phía cô gái tóc trắng. Giản Tự Tại thì xuất hiện trước mặt người đàn ông kim quang. Liên Thiển nhìn Diệp Huyên, sử dụng đạo tắc không gian, lập tức đưa mọi người rời khỏi đây. Diệp Huyên cười khổ, không sử dụng được. Bây giờ hắn yếu đến nổi một con gà cũng không giết được. Liên Thiển không nói gì, nàng ta vung tay phải, đạo tắc không gian lập tức xuất hiện trong lòng bàn tay, một khắc sau, không gian xung quanh chấn động kịch liệt. Lúc này, cô gái tóc trắng phía xa đột nhiên hét lên, chặn bọn họ lại. Cô gái tóc trắng vừa dứt lời, những cao thủ thần điện vừa trốn đi lại xuất hiện một lần nữa, cùng lúc đó, rất nhiều trận pháp chợt hiện lên khắp xung quanh. Thấy cảnh này, sắc mặt Liên Thiển trở nên cực kỳ khó coi, nàng ta chợt cất lời, Viêm Già. Vừa dứt lời, Viêm Già đột nhiên xuất hiện trước mặt Liên Thiển và Diệp Huyên. Liên Thiển nhìn Viêm Già gật đầu, nàng ta xoay người đi về phía mấy cao thủ thần điện ở cách đó không xa. Một ngọn lửa bùng lên từ trong người nàng ta. Không gian xung quanh Viêm Già lập tức sôi trào, nàng ta chắp hai tay lại, một khắc sau, nàng ta mở to mắt, đi. Trong nháy mắt, vô số con rồng lửa ngưng tụ từ dung nham bay ra từ trong người nàng ta, sau đó tấn công những cao thủ của thần điện kia, không gian chỗ rồng lửa đi qua trực tiếp bốc cháy, cực kỳ đáng sợ. Thấy cảnh này, sắc mặt mấy cao thủ thần điện kia lập tức thay đổi. Diệp Huyên cũng giật mình, không ngờ Viêm Già lại mạnh đến thế. Phía xa, mấy cao thủ thần điện lập tức xông về phía Viêm Già, những người còn lại thì giữ chân cao thủ bắc cảnh. Không thể để mấy người Diệp Huyên rời đi. Sắc mặt Liên Thiển rất khó coi, bây giờ nàng ta có thể đưa Diệp Huyên đi, nhưng nếu bọn họ đi, những cao thủ bắc cảnh khác phải làm sao? Lúc này, Diệp Huyên đột nhiên nói, nếu bọn họ không muốn chúng ta đi, vậy thì không đi nữa. Liên Thiển nhìn Diệp Huyên cười khẽ, giết. Dứt lời, hắn vung tay phải, một bóng đen bay về phía cao thủ thần điện ở phía xa. Đế Thi. Sau khi Đế Thi gia nhập chiến đấu, cục diện lập tức bị khống chế, Đế Thi là cao thủ vị chi cảnh, mà lúc này thần điện cũng không có bao nhiêu cao thủ như thế, nếu không phải vì những trận pháp kia của thần điện, những cao thủ thần điện này đã bị giết chết từ lâu rồi. Diệp Huyên nhìn Liên Thiển, mấy trận pháp kia giao cho người. Liên Thiển gật đầu, nàng ta biến mất khỏi vị trí vừa đứng. Sau khi Liên Thiển biến mất, Diệp Huyên ngồi xếp bằng xuống. Chữa thương. Nếu không thể đi thì không đi nữa. Diệp Huyên bắt đầu điên cuồng hấp thu nguyên tinh, các loại đan dược chữa thương và linh quả. Chẳng mấy chốc, thân thể của hắn bắt đầu dần hồi phục. Bên kia. Sau khi giao thủ với người đàn ông một chân một lát,
Cô gái tóc trắng đột nhiên dừng lại, nàng ta nhìn Diệp Huyên, rồi lại nhìn về phía người đàn ông một chân, ta thấy ông và hắn cũng không quen thuộc lắm, ông không phải người của hắn. Người đàn ông một chân gật đầu, không quen thuộc lắm. Cô gái tóc trắng híp mắt lại, vậy ông có biết đến thần điện của ta không? Người đàn ông lại gật đầu, từng nghe nói đến. Cô gái tóc trắng lạnh lùng nói, nếu từng nghe nói, vậy tại sao còn muốn giúp hắn đối phó với thần điện ta? Người đàn ông một chân nhẹ giọng đáp, muốn dẫn hắn đến một nơi. Cô gái tóc trắng hỏi, nơi nào? Người đàn ông một chân yên lặng. Cô gái tóc trắng trầm giọng nói, chắc ngươi cũng hiểu thực lực của thần điện, vì hắn đối đầu với thần điện, đáng sao? Người đàn ông im lặng một lát rồi nói, ngươi có từng gặp một cô gái váy trắng chưa? Cô gái tóc trắng nhíu mày, là nàng ta à? Người đàn ông một chân hỏi, gặp rồi à? Cô gái tóc trắng lắc đầu, chưa từng gặp. Người đàn ông một chân nhẹ giọng nói, ta cảm thấy, nàng ấy còn đáng sợ hơn. Dứt lời, ông ta đã biến mất. Xoẹt! Một tiếng xé rách đột nhiên vang lên. Thấy người đàn ông một chân ra tay, nét mặt cô gái tóc trắng lập tức trở nên dữ tợn. Một khắc sau, nàng ta biến thành một tia lôi quang biến mất ngay tại chỗ. Ầm! Những âm thanh không ngừng vang khắp xung quanh. Mà bên kia, Giản Tự Tại và người đàn ông kim quang lại không ra tay. Giản Tự Tại nhìn vào trong đại điện, nàng ta thấy 6 pho tượng kia. Rõ ràng 6 pho tượng này là thần mà thần điện thờ cúng. 6 vị TTH tần. Giản Tự Tại không sợ thần, ngược lại, nàng ta còn muốn nhìn thấy thần trong truyền thuyết hơn. Ở vũ trụ tứ duy này, cái gọi là thần thật sự quá thần bí. Đương nhiên trong lòng nàng ta, chỉ có cô gái váy trắng mới có tư cách xưng là thần. Người phụ nữ có thực lực không biết mạnh đến mức nào. Người đàn ông kim quang vẫn luôn chú ý đến Diệp Huyên, lúc này Diệp Huyên đã hồi phục được 2-3 phần rồi. Người đàn ông kim quang vẫn mang nét mặt nặng nề. Hình ảnh Diệp Huyên giết chết thần sứ khi nãy vẫn còn hiện rõ trong đầu hắn. Đó là thần sứ, mà Diệp Huyên lại có thể giết chết ông ta trong nháy mắt. Nói cách khác, Diệp Huyên cũng có thể giết chết hắn ta trong nháy mắt. Người đàn ông kim quang thôi suy nghĩ, hắn ta ngẩng đầu nhìn lên chân trời, trong mắt lộ vẻ nghi ngờ, còn bao lâu mới đến. Giản Tự Tại nhìn người đàn ông kim quang, sau đó nhìn về phía Diệp Huyên. Lúc này, giọng nói của Giản Tự Tại vang lên trong đầu Diệp Huyên, có lẽ thần kia sắp đến rồi. Thần! Diệp Huyên mở mắt ra, hắn nhìn về phía xa. Bây giờ Bắc Cảnh và Thần Điện đã hình thành cục diện bế tắc, bên phía Bắc Cảnh có chút ưu thế, nhưng nếu có cao thủ của Thần Điện chạy đến, có thể nói là thần kia đến. Khi đó, tình thế sẽ lập tức bị đảo ngược. Thần Điện trì hoãn được, nhưng hắn thì không. Sau một hồi yên lặng, Diệp Huyên đột nhiên đứng lên, hắn nhìn về phía người đàn ông kim quang, thấy Diệp Huyên nhìn tới, hắn ta lập tức đề phòng. Bây giờ hắn ta không dám khinh thường Diệp Huyên nữa. Diệp Huyên nhìn người đàn ông kim quang, vẻ mặt hắn dần trở nên dữ tợn, sau đó, một ngọn tháp hư ảo đột nhiên xuất hiện ở giữa chân mày hắn. Tháp giới ngục. Thấy ngọn tháp này, sắc mặt người đàn ông kim quang kia lập tức thay đổi, hắn lùi về sau cả trăm trượng. Diệp Huyên nhìn chằm chằm người đàn ông kim quang, tháp giới ngục ở giữa chân mày hắn bắt đầu rung động kịch liệt, chẳng mấy chốc, tháp giới ngục bay thẳng lên không trung, một áp lực mạnh mẽ bao phủ khắp xung quanh. Lúc này, tất cả mọi người đều nhìn về phía tháp giới ngục. Tháp giới ngục, bảo vật siêu cấp của Ngũ Duy. Người đàn ông kim quang nhìn Diệp Huyên, hắn ta chậm rãi siết chặt tay phải, một lực lượng mạnh mẽ tập trung trong lòng bàn tay hắn ta. Diệp Huyên khép hờ hai mắt, người hắn đang không ngừng run rẩy, trông giống như đang chuẩn bị ra đại chiêu vậy. Phía xa, sắc mặt người đàn ông kim quang cực kỳ u ám, hắn ta siết chặt hai tay. Quanh người không ngừng có kim quang lóe lên, lúc này, thần kinh của hắn ta đang căng chặt như dây cung, thậm chí có thể nói là hơi căng thẳng. Khi nãy Diệp Huyên giết chết thần sứ kia trong nháy mắt đã để lại bóng ma tâm lý cho hắn ta. Lúc này, Diệp Huyên ở cách đó không xa đột nhiên mở mắt ra, vào khoảnh khắc Diệp Huyên mở mắt, sắc mặt người đàn ông kim quang lập tức thay đổi, giơ hai tay vỗ xuống dưới một cái, vô số kim quang bắn ra từ trong người hắn ta. Sau đó hình thành một vòng bảo vệ bằng kim quang thật dày quanh người hắn ta. Nhưng hắn ta lại ngây người. Vì hắn ta phát hiện, không có chút động tĩnh gì cả.
Người đàn ông kim quang sửng sốt, một khắc sau, hắn ta đột nhiên nhìn về phía cô gái tóc trắng đang đứng ở cách đó không xa, lúc này, trên đầu cô gái tóc trắng có một chữ tù đỏ như máu. Lúc này, tất cả mọi người chợt hiểu thì ra mục tiêu thật sự của Diệp Huyên không phải người đàn ông kim quang, mà là cô gái tóc trắng. Cô gái tóc trắng kia cũng hơi sững sờ, nàng ta không ngờ Diệp Huyên lại ra tay với mình. Cô gái tóc trắng nhanh chóng lấy lại tinh thần, nàng ta lập tức muốn ra tay, mà lúc này, Diệp Huyên đột nhiên hét lên, thu. Hắn vừa dứt lời, tháp giới ngục không ngừng rung động, một tia sáng đỏ bao phủ lên người cô gái tóc trắng, nàng ta còn chưa kịp phản ứng đã bị bắt vào trong tháp giới ngục. Không gian xung quanh rung lên một cái, tháp giới ngục biến thành một tia sáng đen bay vào giữa chân mày Diệp Huyên. Xung quanh lại yên tĩnh trở lại. Biến mất rồi. Đầu óc của mấy cao thủ trong thần điện trở nên trống rỗng. Cách đó không xa, sắc mặt Diệp Huyên tái nhợt, hắn nhìn người đàn ông kim quang, người đàn ông tỏ vẻ kiêng dè. Diệp Huyên đang muốn lên tiếng, lúc này, người đàn ông kim quang chợt ngẩng đầu nhìn lên, một khắc sau, hắn ta nhếch môi, kết thúc rồi. Mọi người ngẩng đầu nhìn lên. Thần đến rồi. Tất cả mọi người xung quanh đều nhìn lên trên. Tầng mây phía trên đột nhiên tập trung lại, sau đó, một áp lực vô hình đè xuống, áp lực qua đi, không gian trở nên vặn vẹo. Thần uy, áp lực này đè xuống như muốn hủy diệt chúng sinh, cực kỳ đáng sợ. Bên dưới, lúc cảm nhận áp lực này, sắc mặt mọi người lập tức thay đổi. Lúc này, sắc mặt của Giản Tự Tại và A Tội cũng cực kỳ nặng nề. Thần, tất cả mọi người đều nhìn lên không trung. Thần trong truyền thuyết sắp xuất hiện rồi sao? Diệp Huyên ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, vẻ mặt bình tĩnh. Thần! Thật ra hắn cũng tò mò rốt cuộc thần là tồn tại gì. Đến nay, thần chỉ là một nhân vật trong truyền thuyết, mà bây giờ, hắn lại có thể gặp được. Còn về kết quả sau đó, hắn không nghĩ nhiều như vậy. Vì hắn đã cố gắng hết sức rồi. Rất nhiều chuyện, không nhất định sẽ có một kết quả hoàn mỹ. Nhưng chỉ cần cố hết sức, không thẹn với lòng, không có lỗi với bản thân là đủ rồi. Đương nhiên hắn cũng đã đưa ra dự tính xấu nhất rồi. Ta chết, các ngươi cũng đừng hòng sống tốt. Lúc này, Giản Tự Tại ở cách đó không xa đột nhiên nói, vẫn chưa đến. Vẫn chưa đến. Mọi người sửng sốt. Chẳng mấy chốc, sắc mặt của cao thủ Bắc Cảnh trở nên cực kỳ khó coi. Vẫn chưa tới mà uy áp đã mạnh đến thế, nếu đến rồi. Lúc này, Diệp Huyên chợt cất lời, những người còn lại của Bắc Cảnh rời đi hết đi. Bây giờ thần điện đã không thể ngăn cản những cao thủ Bắc Cảnh nữa, vì bây giờ thần điện đã chẳng còn bao nhiêu cao thủ. Những cao thủ Bắc Cảnh ở đây đều không hề vô dụng, nhưng bọn họ hoàn toàn không đủ khả năng chống lại người đàn ông kim quang và thần đang sắp xuất hiện của thần điện. Lúc này, tộc trưởng Hiên Viên tộc đột nhiên cười khổ, Diệp Tiểu Hữu, chúng ta rời khỏi làm gì? Nếu mọi người thua, mấy người chúng ta sẽ có kết quả tốt sao? Tộc trưởng Vu tộc cũng gật đầu, hôm nay chúng ta đứng trên cùng một thuyền, cậu chết, chúng ta cũng sẽ chết, cho nên dù có chuyện gì, mọi người cũng phải cùng nhau đối mặt. Cùng nhau đối mặt. Lúc này, bọn họ cũng không muốn vứt bỏ Diệp Huyên một mình, vì chuyện này hoàn toàn không có khả năng. Tầm quan trọng của bọn họ trong lòng thần điện quá thấp. Diệp Huyên im lặng một lát rồi nhẹ giọng nói. Nếu đã thế thì chúng ta cùng nhau xem vị thần trong truyền thuyết này mạnh đến mức nào đi. Mọi người gật đầu, lúc này, bọn họ cũng đã nghĩ thoáng hơn, vì cuối cùng cũng sẽ phải đối mặt. Diệp Huyên nhìn về phía A Tội ở cách đó không xa tiền bối là. Hắn vẫn khá tò mò với người tên A Tội này. A Tội đột nhiên xuất hiện này chẳng những có thực lực mạnh mẽ mà còn giúp hắn nữa. A Tội nhìn Diệp Huyên, A Tội. Diệp Huyên hỏi. Vì sao tiền bối lại giúp ta? Đây là điều khiến hắn tò mò nhất. A Tội im lặng một lát rồi nói, muốn dẫn cậu đi cứu một người. Diệp Huyên hỏi, ai? A Tội đáp, xin lỗi, không thể tiết lộ lai lịch của người đó. Diệp Huyên trầm giọng nói, tiền bối, thực lực của ông mạnh như vậy mà còn không cứu được, ta. A Tội ngắt lời hắn, cậu có thể. Diệp Huyên khó hiểu, vì sao? A Tội hơi do dự. Sau đó nói, cô gái váy trắng kia bảo ta đến tìm cậu, chỉ cậu mới có thể lấy ra kiếm khí của nàng. Cô gái váy trắng. Diệp Huyên ngạc nhiên,
sau đó vội hỏi, tiền bối gặp nàng rồi sao? A Tội gật đầu. Diệp Huyên lại hỏi, tiền bối ra tay với nàng sao? A Tội vội vàng lắc đầu, chưa từng ra tay, đánh không lại. Diệp Huyên. Lúc này, người đàn ông kim quang cách đó không xa đột nhiên nói, các hạ hơi khiêm tốn rồi. A Tội nhìn về phía người đàn ông kim quang, người đàn ông kim quang hờ hững nói, một cao thủ của thần điện ta từng giao thủ với nàng ta. A Tội gật đầu, ta cũng có mặt. Người đàn ông kim quang nói, cao thủ thần điện kia truyền âm bảo chúng ta đừng sơ ý, nói cách khác là nàng ta rất mạnh, nhưng chắc chắn không mạnh đến mức khiến các hạ phải sợ. A Tội ngây người, sau đó hỏi, kẻ đó truyền âm nói thế với các ngươi ư? Người đàn ông kim quang gật đầu. A Tội nhíu mày, kẻ đó có thù oán với thần điện của ngươi à? Người đàn ông kim quang híp mắt lại, có ý gì? A Tội trầm giọng nói, nếu không phải có thù oán với thần điện của ngươi, vậy vì sao lại hại các ngươi như thế? Không đúng lắm. Đừng sơ ý. Vừa nghĩ tới cô gái váy trắng, A Tội chỉ cảm thấy tim mình run rẩy. Người đàn ông kim quang nhìn chằm chằm A Tội, rốt cuộc nàng ta mạnh đến mức nào? A Tội lắc đầu, không biết. Rốt cuộc cô gái váy trắng mạnh đến mức nào? Ông ta hoàn toàn không biết. Vì lúc giết chết cao thủ thần điện, người phụ nữ kia chỉ dùng một kiếm, lúc giết người đàn ông trong quan tài cũng thế. Thế thì sao có thể biết thực lực của nàng được? Đều giải quyết mọi chuyện trong một kiếm cả. Người đàn ông kim quang nhìn A Tội, bây giờ nếu các hạ rời đi thì vẫn còn kịp. A Tội hơi do dự, sau đó nhìn Diệp Huyên đang dưỡng thương ở cách đó không xa, hắn phải đi cùng ta. Vẻ mặt người đàn ông kim quang không chút cảm xúc, vậy các hạ đợi chôn theo hắn đi. Dứt lời, hắn ta ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Lúc này, cỗ uy áp kia càng ngày càng mạnh, rõ ràng là đã đến gần lắm rồi. A Tội ngẩng đầu nhìn lên không trung, trong mắt lộ vẻ lo lắng. Lúc này, Diệp Huyên đột nhiên nói, tiền bối đi đi. A Tội nhìn Diệp Huyên cười, chuyện này không liên quan đến tiền bối, ta không muốn làm liên lụy tiền bối. A Tội trầm giọng nói, cậu có đi với ta không? Diệp Huyên cười, ta không đi được, cũng không thể đi. Chỉ cần hắn đi, những cao thủ bắc cảnh phía sau hắn đều sẽ chết. A Tội im lặng một lát rồi nói, ta giúp cậu một chút. Lát nữa nếu thật sự không địch nổi thì ta hẳn đi, được chứ? Không phải ông ta muốn nịnh bợ cô gái váy trắng, chỉ là giữa thần điện và Diệp Huyên, ông ta xem trọng Diệp Huyên hơn, vì thế ông ta muốn trồng xuống một cái nhân. Về phần tương lai sẽ kết ra quả gì, ông ta cũng không nghĩ nhiều. Thế gian đại đạo, quỷ thần khó lường. Đặc biệt là nhân quả. Có lẽ chỉ một hành động lơ đãng của ngươi cũng sẽ thay đổi toàn bộ bản thân trong tương lai. Trước đây cũng vì ông ta trồng xuống ác nhân, nên mới trở nên như bây giờ. Nghe thấy lời của A Tội, Diệp Huyên chắp tay với ông ta, đa tạ. Đương nhiên hắn thấy cảm kích vì quyết định của A Tội. Người ta không nợ hắn cái gì, nhưng lại đồng ý ở lại giúp hắn. Ân tình này, hắn sẽ ghi nhớ trong lòng. Chỉ là có thể trả hay không thì phải xem sau hôm nay có còn sống hay không. Diệp Huyên mở lòng bàn tay, tháp giới ngục xuất hiện, tháp giới ngục hơi run lên, như đang muốn nói điều gì đó. Diệp Huyên biết tháp giới ngục đang biểu đạt cái gì, nó bảo hắn chạy mau. Chạy. Trừ khi chạy đến ngũ duy. Nếu không thì chẳng có chút ý nghĩ nào cả. Diệp Huyên nhìn Liên Thiển, hắn đưa tháp giới ngục tới trước mặt nàng ta, Liên Thiển cô nương, cái này cho người. Liên Thiển nhìn Diệp Huyên, có ý gì? Diệp Huyên cười, linh trí của tháp này vẫn chưa hoàn toàn thức tỉnh, bây giờ nó chẳng khác nào một đứa bé, cũng là thời điểm tốt nhất để khống chế nó, cho nên, người, Viêm Già và A Việt có thể chân chính khống chế nó vào lúc này, đúng không? Liên Thiển gật đầu, ngươi là muốn cho ta tháp này, để ta dẫn muội muội và bạn bè của ngươi đi à? Diệp Huyên lắc đầu, hắn nhìn mấy cao thủ của Hiên Viên tộc, nhẹ giọng nói, nếu cứu muội muội ta và những người bạn kia, vậy những người kề vai chiến đấu với ta thì sao đây? Nói xong, hắn nhìn về phía Liên Thiển, ý ta là, ta không muốn liên lụy người, Viêm Già, còn có Đế Khuyển và Tiểu Linh Nhi trong tháp nữa. Liên Thiển im lặng một lát. Sau đó lắc đầu, mục tiêu của tất cả mọi người đều là tháp này, ngươi cho ta, dù ta có thể thoát khỏi thần điện, cũng không thể thoát khỏi một số người. Diệp Huyên đang muốn nói chuyện, lúc này,
chấn trời phía xa đột nhiên rung lên. Tất cả mọi người đều ngẩng đầu nhìn lên không trung, không gian trên không trung bắt đầu nứt dần, một tia kim quang bắn ra, chẳng mấy chốc, một người đàn ông áo trắng xuất hiện từ trong kim quang. Người đàn ông áo trắng không khác nhân loại là mấy, hắn ta mặc đồ màu trắng, mày kiếm mắt sáng, vẻ ngoài trông rất nho nhã phong lưu. Hắn ta cứ thế đi ra từ trong kim quang, khi hắn ta xuất hiện ở tinh không này, không gian xung quanh chợt trở nên hư ảo. Thần! Tất cả mọi người nhìn về phía người đàn ông áo trắng, đây là thần sao? Lúc này, Giản Tự Tại nhìn người đàn ông áo trắng, ngươi không phải thần, ngươi là người. Người đàn ông nhìn Giản Tự Tại, cười nói, ta là đầy tớ của thần. Đầy tớ? Giản Tự Tại nhìn hắn, làm người không làm, lại đi làm đầy tớ cho người ta. Người đàn ông cười khẽ, thần có thể giúp ta mạnh hơn. Giản Tự Tại châm chọc, cho nên ngươi cứ thế quỷ à? Người đàn ông áo trắng cười, quỷ có gì không tốt? Quỷ có thể sống, quỷ có thể trở nên mạnh hơn, quỷ có thể khiến ta đi được xa hơn trên con đường đại đạo. Nói xong, hắn cười khẽ, hơn nữa, quỳ và đứng vốn chẳng khác gì nhau, Giản cô nương, cô suy nghĩ cố chấp quá rồi. Giản Tự Tại đột nhiên bật cười, có thể nói hành động quỳ trở nên trong sạch thoát tục như vậy, không thể không nói, ta rất khâm phục ngươi. Da mặt của ngươi còn dày hơn Diệp Huyên bên dưới nữa, không đúng, hắn còn thua xa ngươi. Diệp Huyên đen mặt, mình nằm không cũng trúng đạn à. Người đàn ông nhìn Giản Tự Tại, thần nói. Nếu ngươi muốn làm đầy tớ của ngài, ngài sẽ không quan tâm chuyện cũ, dẫn ngươi đến vùng cực lạc. Đầy tớ? Giản Tự Tại cười ha ha, Giản Tự Tại ta không quen quỳ. Người đàn ông gật nhẹ đầu, hắn ta mở tay, một tấm bùa màu vàng bay ra từ lòng bàn tay, chẳng mấy chốc, tấm bùa kia rách ra, sau đó, một tàn ảnh màu vàng bay lên, tàn ảnh này bay thẳng về phía Giản Tự Tại. Giản Tự Tại nhếch môi, nàng ta bước chân phải, xông về phía trước. Người đàn ông áo trắng nhìn Diệp Huyên bên dưới, ngươi khinh nhờn thần uy, tội không thể tha, ta phụng mệnh thần đến lấy đầu ngươi. Dứt lời, hắn ta giơ tay phải vung về phía Diệp Huyên đang đứng, một luồng lực lượng mạnh mẽ bao phủ lấy Diệp Huyên. Lúc này, Diệp Huyên đột nhiên vung tay phải, bốn thanh kiếm xuất hiện trước mặt hắn, hắn quát, nếu còn không hợp thể nữa thì lão tử sẽ đi đời đấy. Hợp nhất cho lão tử. Nói xong, hắn thúc giục kiếm ý hợp nhất bốn thanh kiếm lại. Lần này, bốn thanh kiếm không có phản kháng, lập tức dung hợp lại thành một. Ong! Tiếng kiếm gieo vọng khắp trời, vang dội cả vũ trụ tứ duy. Diệp Huyên dứt khoát lựa chọn hợp kiếm. Bởi vì thực lực của người đàn ông áo trắng trước mặt không phải thực lực mà hiện tại hắn có thể chống lại. Hắn không muốn liều mạng chiến đấu đến lúc chỉ còn lại nửa cái mạng mới tung ra chiêu lớn. Hợp kiếm. Đây là một trong hai con át chủ bài lớn nhất của hắn. Hắn nghĩ nếu không hợp nhất được thì sẽ sử dụng Trảm Tiên kiếm hồ. May mà lần này bốn kiếm không đối kháng nhau nữa. Vào lúc bốn thanh kiếm hợp thành một, một đạo kiếm khí bay vút ra phá tan uy lực của người đàn ông áo trắng. Trên không trung, người đàn ông áo trắng khẽ cau mày, thứ gì vậy? Bên dưới, một thanh kiếm lơ lửng trước mặt Diệp Huyên. Thanh kiếm này dài khoảng 4 thước. Nhìn cực kỳ bình thường đến mức giống như một thanh kiếm sắt đâu đâu cũng có thể thấy trên phố. Lúc đầu khi nhìn thấy thanh kiếm này, Diệp Huyên hơi sững sờ, suýt nữa hắn đã cho rằng không hợp nhất được. Lần này hợp nhất sẽ có gì đây? Đúng lúc này, thanh kiếm khẽ rung lên, sau đó một cô gái bay ra khỏi kiếm. Nhìn thấy cô gái, Diệp Huyên chợt giật mình, dáng vẻ của cô gái này với cô gái váy trắng hơi giống nhau. Nhưng cô gái này không phải cô gái váy trắng. Khí chất của hai người hoàn toàn khác nhau. Mà cô gái trước mặt lúc này mang lại cho hắn cảm giác là một người dịu dàng. Cô gái nhìn xung quanh một lượt, ánh mắt hơi mờ mịt. Đột nhiên nàng quay lại nhìn Diệp Huyên, khi nhìn thấy hắn, nàng lập tức ngây người, giây tiếp theo hai hàng lệ trong suốt chảy ra từ mắt nàng. Mọi người có mặt ai nấy đều ngẩn người. Chuyện gì thế này? Diệp Huyên do dự một lát rồi hỏi, tiền bối. Cô gái đột nhiên đi đến trước mặt Diệp Huyên, đưa tay ra nhẹ nhàng đặt lên mặt hắn, nước mắt vẫn không ngừng tuôn rơi. Diệp Huyên. Cô gái nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt Diệp Huyên, là ngươi, thật sự là ngươi. Diệp Huyên ngập ngừng, tiền bối, người là.
Cô gái khẽ cười, người thân của ngươi. Người thân. Diệp Huyên sững người thân của hắn. Cô gái đang định nói thì lúc này người đàn ông áo trắng trên không trung chợt bật cười bảo, người thân ư. Thú vị. Cô gái nhìn Diệp Huyên hỏi, hắn muốn giết ngươi. Diệp Huyên gật đầu. Nàng ấy đột nhiên xoay người, giây tiếp theo đã xuất hiện trước mặt người đàn ông áo trắng. Hắn ta còn chưa kịp phản ứng thì cổ họng đã bị một tay của cô gái nắm lấy, một luồng kiếm ý lập tức khóa chặt toàn thân người đàn ông áo trắng. Nhìn thấy cảnh này, tất cả mọi người đang có mặt đều trố mắt. Diệp Huyên cũng hóa đá. Cô gái này, mạnh vậy. Trên không trung, đầu óc người đàn ông áo trắng cũng trống rỗng. Cô gái nhìn người đàn ông áo trắng, ngươi giết hắn. Người đàn ông áo trắng nhìn chằm chằm vào nàng, rốt cuộc cô là ai? Cô. Lúc này, tay phải của cô gái chợt vặn. Rắc. Một tiếng gãy xương đột nhiên vang lên, sau đó dưới ánh nhìn của mọi người, cô gái bẻ gãy cổ người đàn ông áo trắng. Máu bắn ra tung tóe. Mọi người hoàn toàn hóa đá. Vẻ mặt của Giản Tự Tại và người đàn ông một chân lúc này cũng vô cùng nghiêm nghị. Nhất là người đàn ông một chân, ông ta lau mồ hôi lạnh trên trán, sao những cô gái mà ông ta gặp đều mạnh hết vậy? Cô gái ném cái đầu qua một bên rồi xuất hiện trước mặt Diệp Huyên, vẻ mặt chợt trở nên dịu dàng, không làm ngươi sợ chứ. Diệp Huyên. Mọi người. Vẻ mặt ai trông cũng kỳ lạ. Diệp Huyên cũng hơi khó thích nghi, cô gái này. Đúng lúc này, phía cuối chân trời xa xăm, không gian đột nhiên tách ra, một tia sáng vàng xuất hiện. Mọi người đều ngẩng đầu lên nhìn vị trí của ánh sáng vàng đó. Lại có kẻ mạnh xuất hiện. Cô gái trước mặt Diệp Huyên xoay người nhìn vị trí tia sáng đó, trong mắt nàng vô cùng bình tĩnh, không một gợn sóng. Diệp Huyên trầm giọng bảo, khả năng là vị thần kia tới. Thần. Khóe miệng cô gái khẽ nhếch lên, nàng nhìn Diệp Huyên, nhớ rằng trên đời này không có cái gọi là thần, chỉ có kẻ mạnh hơn. Diệp Huyên khẽ nhíu mày, không có thần. Cô gái gật đầu, có rất nhiều thần, nhưng đó chỉ là một số người có thực lực mạnh mà thôi. Bởi vì họ mạnh nên tự xưng là thần, hoặc được người khác coi là thần. Diệp Huyên nhìn cô gái, người thì sao? Người là thần sao? Cô gái mỉm cười, người thấy ta giống thần không? Diệp Huyên trầm giọng hỏi, người có thể nói cho ta biết tại sao người và cô gái váy trắng lại đối xử với ta tốt như vậy không? Cô gái váy trắng. Cô gái nhìn Diệp Huyên, là chủ nhân của một trong bốn kiếm à? Diệp Huyên gật đầu. Cô gái cười đáp, đây là điều bình thường mà. Diệp Huyên không hiểu lắm, bình thường gì cơ. Nàng ấy mỉm cười, không có gì. Diệp Huyên bối rối. Cô gái đột nhiên xòe tay, lúc này tháp giới ngục chợt xuất hiện trong lòng bàn tay nàng ấy. Nhìn tháp giới ngục trong tay, trong mắt nàng lóe lên một tia kinh ngạc, tháp này. Diệp Huyên hỏi, người biết nó. Cô gái lắc đầu, chưa thấy bao giờ, có lẽ tòa tháp này không phải vật trong vũ trụ. Diệp Huyên gật đầu, là vật trong vũ trụ ngũ duy. Ngũ duy. Cô gái nhìn Diệp Huyên, vũ trụ ngũ duy. Diệp Huyên gật đầu, đúng thế. Nàng ấy im lặng. Diệp Huyên nhìn nàng ấy, sao vậy? Cô gái nhìn xung quanh, trong mắt có vẻ mịt mờ, đã không còn là thế giới quen thuộc nữa. Nói đến đây, dường như nàng nhớ đến điều gì, lắc đầu cười bảo, ta không nợ người trong thiên hạ. Nói xong nàng nhìn Diệp Huyên. Trên người ngươi có nhân quả quấn thân, nhân quả này không chỉ có tứ duy, mà còn có cả ngũ duy. Nói đến đây, vẻ mặt nàng trở nên hơi lạnh lùng. Diệp Huyên chần chừ, sau đó hỏi, người còn sống, hay là... Cô gái ngừng suy nghĩ, mỉm cười đáp, ta đã không còn tồn tại nữa, mà cũng không đúng, chỉ có thể nói là sống theo một cách khác thôi. Diệp Huyên hỏi, vậy lát nữa người sẽ biến mất đúng không? Nàng ấy đáp, cát về lại cát bụi, đất lại về đất. Vẻ mặt Diệp Huyên buồn bã. Không biết tại sao hắn có ấn tượng rất tốt với cô gái trước mặt này, hay nói cách khác, hắn cảm thấy nàng ấy rất gần gũi thân thiết với mình. Lúc này cô gái nở nụ cười bảo, năm đó sau khi ta đạt tới đỉnh phong thì không muốn rời khỏi thế giới, nhưng khả năng của ta quá mạnh, thế giới đó không chịu nổi nên ta đã phân thân thành bốn người. Cô gái váy trắng mà ngươi nói đó có lẽ là một trong số phân thân của ta. Diệp Huyên sửng sốt. Cô gái váy trắng là phân thân. Phân thân sao? Diệp Huyên ngây người. Một người mạnh như vậy mà lại là phân thân ư?
Cô gái lại nói, nhưng bây giờ cô ấy còn mạnh hơn ta thời ta mạnh nhất năm đó. Vừa nói nàng ấy vừa quay đầu nhìn bầu trời, nhìn ra phía ngoài vô số tinh vực. Ở tinh vực không rõ ấy, một cô gái mặc váy trắng đột nhiên dừng lại, sau một lúc im lặng, nàng ấy nhẹ giọng nói, cô đã hy sinh rất nhiều, nên gặp hắn một lần. Nói xong nàng ấy đi về nơi xa, trước thần điện của đại thế giới huyền hoàng. Cô gái rời mắt, nhìn Diệp Huyên rồi bảo, may có nàng ấy ở đây. Diệp Huyên trầm giọng hỏi, người có thể cảm nhận được bốn người họ. Cô gái gật đầu, hai người trong số họ. Nói đến đây, nụ cười trên mặt nàng dần biến mất. Sao vậy? Diệp Huyên hỏi. Cô gái lắc đầu, không nói. Diệp Huyên lại hỏi, người có thể sống lại không? Nàng ấy cười đáp, người muốn ta sống. Diệp Huyên gật đầu, không biết vì sao ta cảm thấy người rất thân thiết. Nghe vậy, nụ cười trên môi nàng ấy càng đậm hơn, ta rất vui, thật đấy. Nàng đã không còn cười kể từ khi từ biệt ở đỉnh núi năm đó. Mà năm ấy nàng không muốn rời khỏi thế giới đó là vì nơi ấy có hắn, sở dĩ nàng bảo vệ thế giới đó nhiều năm như vậy không chỉ bởi vì đó là nguyện vọng nho nhỏ của hắn, mà còn vì nàng không muốn kẻ khác phá hủy thế giới đó. Bởi vì thế giới đó đã từng có hắn. Mà sở dĩ nàng lựa chọn phân thân, vĩnh viễn biến mất là bởi vì thế giới đó đã không còn hắn nữa. Không có hắn, kiếm đạo đỉnh cao có ý nghĩa gì? Không biết đã qua bao nhiêu năm, nàng đã mất đi động lực theo đuổi kiếm đạo. Cô gái ngừng suy nghĩ, lại nhìn về tinh vực không rõ kia, nàng biết sở dĩ cô gái váy trắng kia mạnh như vậy hoàn toàn là vì chấp niệm. Cô gái váy trắng có động lực, có mục tiêu theo đuổi. Lúc này Diệp Huyên chợt hỏi, rốt cuộc nàng ấy mạnh nhường nào? Nàng ở đây, đương nhiên là chỉ cô gái váy trắng. Cô gái cười đáp, rất mạnh. Nói rồi nàng nhìn quanh một vòng, cuối cùng ánh mắt lại rơi vào tháp giới ngục, trong tháp này có ba luồng khí tức rất yếu. Rất yếu. Diệp Huyên sửng sốt, nhưng ngay sau đó hắn đã hiểu cô gái đang nói gì. Tầng 8 và tầng 9, nhưng còn một người nữa. Đương nhiên đây không phải vấn đề trọng điểm, quan trọng là rất yếu mà cô gái nói. Có nghĩa là gì? Hắn hiểu là trong mắt nàng ấy, tầng 8 và tầng 9 đều rất yếu. Lúc này, xung quanh vô cùng yên tĩnh. Mọi người đều đang nhìn về phía cô gái và Diệp Huyên, đối với cường giả Bắc Cảnh, đây đương nhiên là một chuyện tốt. Nhưng đối với thần điện thì đây lại không phải chuyện tốt. Lúc này vẻ mặt tất cả cao thủ thần điện đều vô cùng nghiêm nghị. Thực lực của cô gái này thật sự quá đáng sợ. Mạnh đến mức khiến người ta cảm thấy tuyệt vọng. Đúng lúc này, bầu trời đột nhiên chấn động, sau đó một luồng áp lực vô hình quét qua. Luồng áp lực lần này khác với lần trước, khi nó cuốn tới, tim mọi người đều run lên, một số người còn quỳ xuống. Ngay cả Diệp Huyên cũng không kìm được mà run rẩy. Nỗi sợ hãi từ sâu thẳm trong linh hồn. Không ngờ hắn lại không thể khống chế được nỗi sợ hãi lúc này. Cách đó không xa, vẻ mặt Giản Tự Tại và A Tội cũng trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết. Thần! Không có gì nghi ngờ, lần này chắc chắn là thần tới. Đúng lúc này, cô gái trước mặt Diệp Huyên chợt vung tay phải lên. Xoẹt! Tiếng thứ gì đó bị xé toạc vang lên, chẳng mấy chốc luồng áp lực đó đã biến mất không còn dấu vết. Mà lúc này, giữa ánh sáng vàng trên đầu mọi người có một người đàn ông bước ra, hắn vừa bước ra. Toàn bộ thế giới đều rung lên dữ dội. Cô gái chợt duỗi tay cầm lấy thanh kiếm trước mặt Diệp Huyên, khóe miệng khẽ nhếch lên, xem thanh nhi biểu diễn đây. Lời vừa dứt, nàng liền xoay người hóa thành một vầng sáng vàng bay vụt lên trời. Trên không trung, người đàn ông vừa bước ra khẽ nhíu mày, người phàm to gan, sao lại dám? Nói đến đây, con người hắn ta chợt co rút lại cô. Giây tiếp theo hắn ta chợt vung ra một quyền. Một quyền này tựa như hủy diệt thế giới. Dưới cái nhìn chăm chú của mọi người, một nhát kiếm đâm xuyên áp lực của quyền kia, dễ như trở bàn tay. Thoáng chốc, cô gái xuất hiện trước mặt người đàn ông, kiếm quang lóe lên, tay trái của nàng nắm lấy đầu người đàn ông, sau đó nhẹ nhàng nhấc lên. Phụt! Đầu người đàn ông cứ thế bị nàng nhấc lên. Máu bắn ra tung tóe. Tất cả mọi người có mặt đều ngây người như phỗng. Cô gái nhìn cái đầu trong tay. Khóe miệng khẽ nhếch thần. Nói xong nàng nhìn Diệp Huyên bên dưới,
loại thần này thì Thanh Nhi có thể giết cả trăm người. Diệp Huyên, có thể giết cả trăm người. Tất cả mọi người đều hóa đá. Thần yếu đến vậy sao? Giờ phút này, trong đầu tất cả những người có mặt ở đây chỉ còn lại suy nghĩ này. Kể cả Diệp Huyên cũng sững sờ. Hắn biết cô gái trước mặt rất mạnh, nhưng không ngờ đối phương lại mạnh tới mức này. Một chiêu một mạng. Đó là một chiêu lấy một mạng. Một vị thần trong truyền thuyết cứ thế đã bị giết chỉ bằng một chiêu. Hơn nữa, cô gái này còn nói nàng ấy có thể giết cả trăm người. So với cường giả Bắc Cảnh, lúc này các cường giả của thần điện đã sắp phát điên. Bị giết trong nháy mắt. Không ngờ vị thần mà họ thờ phụng lại bị giết trong nháy mắt. Thế đạo này sao thế? Trên không trung, cô gái xoay người nhìn về phía lối vào không gian, cười mỉm còn ai nữa không? Câu này là đang nói với những người ở phía bên kia không gian. Trong mắt nàng ấy không có thần. Ở bên kia không gian không có phản hồi. Cô gái cười nói, các ngươi nên vui mừng, bởi vì ta chỉ muốn ở bên cạnh hắn. Dứt lời, nàng ấy xoay người đi tới trước mặt Diệp Huyên, như nghĩ tới gì đó, nàng ấy đột nhiên quay sang nhìn các cường giả thần điện, đã nhìn thấy vị thần mà các ngươi tín ngưỡng chưa? Các cường giả thần điện nhìn cô gái với vẻ mặt vô cùng kiêng dè. Cô gái mỉm cười, nhìn kìa, vị thần mà các ngươi tín ngưỡng chỉ có thế thôi. Nói xong, nàng ấy nhìn sang Diệp Huyên, đi cùng ta chứ. Diệp Huyên do dự, sau đó nhìn về phía lối vào không gian, lúc này không gian đó đang từ từ biến mất. Thật ra hắn rất muốn nhờ cô gái này giết sạch những vị thần gì kia. Như biết Diệp Huyên đang nghĩ gì. Cô gái cười bảo, thứ nhất, ta không còn nhiều thời gian, trong khoảng thời gian ít ỏi ấy ta muốn nói chuyện với ngươi. Thứ hai, con đường của ngươi chung quy vẫn cần ngươi tự đi mới được. Cường giả không phải người khác tạo nên, mà là do chính mình tự tạo nên. Diệp Huyên khẽ gật đầu, đã hiểu. Cô gái giữ chặt tay Diệp Huyên, cười nói, đi thôi. Dứt lời, nàng ấy và Diệp Huyên biến mất ngay tại chỗ. Mọi người đưa mắt nhìn nhau. Cứ vậy kết thúc rồi sao? Kết quả này nằm ngoài dự liệu của mọi người. Cách đó không xa, Giản Tự Tại trầm mặc suy nghĩ, không thể không nói mọi chuyện xảy ra hôm nay giống như một giấc mơ. Thần trong truyền thuyết vừa xuất hiện đã bị đi đời nhà ma. Trò đùa gì vậy? Giản Tự Tại lắc đầu, nàng ta đang định đi thì như nghĩ tới điều gì, bèn nhìn về phía A Tội cách đó không xa các hạ là. A Tội trả lời, ta không có ác ý với hắn. Giản Tự Tại gật đầu, quay lưng biến mất ngay tại chỗ. Các cường giả Bắc Cảnh nhìn đám người thần điện, họ không ra tay nhưng cũng không rời đi. Còn những cường giả thần điện thì không dám động. Chấm chấm chấm. Trong vùng tinh không nọ, Diệp Huyên và cô gái dạo bước về phía xa. Cô gái khoác tay Diệp Huyên một cách rất tự nhiên. Diệp Huyên phát hiện thân thể của nàng ấy đang ngày càng hư ảo. Cô gái nhìn về phía cuối tinh không, cười nói, việc đời thay đổi khôn lường, không ngờ nhiều năm sau ta vẫn có thể gặp lại ngươi, tiếc thay. Diệp Huyên nặng nề gọi, tiền bối. Cô gái chợt lên tiếng, gọi ta là Thanh Nhi là được. Thanh Nhi. Diệp Huyên chần chừ, sau đó gọi, Thanh Nhi. Cô gái dừng bước nhìn Diệp Huyên, cười nói, hôm nay ta rất vui vẻ. Diệp Huyên trầm giọng hỏi, Thanh Nhi. Kiếp trước ta có quan hệ với cô, đúng không? Cô gái gật đầu, đúng vậy. Diệp Huyên suy nghĩ, sau đó nói, cô nên hiểu, kiếp trước là kiếp trước, kiếp này là kiếp này, ta. Ta có lẽ không phải là người trong kiếp trước của các cô. Cô gái cười bảo, chính là ngươi. Diệp Huyên hơi khó hiểu. Cô gái mỉm cười, ngươi nói cũng không sai, kiếp trước là kiếp trước, kiếp này là kiếp này, có điều ngươi không giống vậy. Còn vấn đề không giống ở đâu bây giờ ta không nói với ngươi, sau này ngươi tự phát hiện sẽ thú vị hơn. Diệp Huyên cười khổ, được rồi. Cô gái bật cười, nhìn về phía cuối tinh không xa xa, vũ trụ rất rộng, con đường trong tương lai sẽ càng ngày càng khó đi. Diệp Huyên trả lời, ta biết. Cô gái gật đầu, lần này có ta giúp ngươi, nhưng cả cuộc đời ngươi sẽ không có ai có thể giúp ngươi mãi, kể cả nàng ấy. Nói tới đây. Nàng ấy đột nhiên cau mày. Diệp Huyên hỏi, sao vậy? Cô gái khẽ đáp, không có gì, người phải hiểu mình cần tự trở nên mạnh hơn, chỉ khi bản thân mạnh mới có thể khống chế vận mệnh của mình.
Nói xong, nàng ấy lại nhìn về phía sâu trong tinh không, cuối tinh không có vài hơi thở, mà ở cuối của nơi cuối ấy còn có một số hơi thở không rõ. Trong những người này có vài người sau này có thể là kẻ thù của ngươi, và một số đã là kẻ thù của ngươi. Diệp Huyên gật đầu, ta biết. Hắn biết rõ, có tháp giới ngục tồn tại, rắc rối của hắn sẽ không bao giờ giảm. Nhưng người của Tứ Duy muốn giết hắn, Ngũ Duy cũng muốn giết hắn. Áp lực vẫn rất lớn. Cô gái nhìn Diệp Huyên mỉm cười, thật ra ở đời người cần phải gặp trắc trở. Chút trắc trở còn con ấy còn không vượt qua được thì sao có thể trở nên mạnh hơn. Dứt lời, nàng ấy bước về phía xa. Đi được vài bước, nàng ấy chợt nhớ ra gì đó bèn quay lại bên cạnh Diệp Huyên, ôm lấy cánh tay hắn, cười bảo cùng đi nào. Lúc này Diệp Huyên có một cảm giác kỳ lạ, hắn cảm thấy rất thân thiết, rất tự nhiên như Diệp Liên đang ôm tay hắn. Tại sao hắn lại có cảm giác này với cô gái trước mặt? Diệp Huyên nghĩ mãi không ra và cũng không muốn nghĩ tiếp nữa. Hai người cứ thế bước về phương xa. Lúc này, Thanh Nhi đột nhiên nhìn lướt qua bốn phía, thật ra vũ trụ này đã sắp cạn kiệt. Cạn kiệt? Diệp Huyên nhíu mày, sao có thể? Ta cảm thấy linh khí ở đây rất dồi dào. Thanh Nhi cười, người có nghe nuôi lợn chưa? Nuôi lợn? Diệp Huyên hỏi, nghĩa là gì? Thanh Nhi cười khẽ, ở thế giới này, lợi ích là trên hết. Các loại linh khí trong vũ trụ là những thứ không thể tái sinh, nếu con người muốn tu luyện với các sinh linh khác, muốn trở nên mạnh hơn thì nhất định phải cần linh khí. Nói một cách đơn giản đó là cá lớn nuốt cá bé ăn tôm tép. Thần theo như lời của thế giới các ngươi chính là cá lớn, vũ trụ của các ngươi là trại nuôi lợn của họ. Vì vũ trụ này đã bị người khác phong ấn bằng sức mạnh bí ẩn, dù cho người ở chỗ các ngươi có thiên phú yêu nghiệt đến đâu thì thành tựu cũng sẽ có hạn. Diệp Huyên trầm giọng hỏi, vậy tại sao họ không diệt trừ những sinh linh này luôn để độc chiếm cả vũ trụ? Thanh Nhi cười đáp, không nuôi lợn thì làm sao có thịt lợn để ăn? Diệp Huyên lắc đầu, ta vẫn chưa hiểu. Thanh Nhi giải thích, phương pháp tu luyện của những kẻ xưng là thần này khá đặc biệt, họ cần tín ngưỡng, nhưng họ không cần tín ngưỡng của chúng sinh, thứ họ cần là tín ngưỡng của cường giả đứng đầu thế giới này. Ngươi thấy đấy. Các cường giả thần điện đều mạnh hơn những người bạn bên cạnh ngươi, đây là vì sao? Vì chỉ khi tín ngưỡng thần, thần mới có thể cho những người này một số tài nguyên đặc biệt để họ trở nên mạnh hơn. Nghe tới đây, Diệp Huyên đã hiểu đại khái. Tín ngưỡng chi lực. Thần điện cần tín ngưỡng chi lực, cường giả của thế giới này muốn trở nên mạnh hơn nhất định phải tín ngưỡng họ. Chỉ khi tín ngưỡng họ mới có thể trở nên mạnh hơn. Đây không phải là đang nuôi lợn sao? Như nghĩ đến gì đó, Diệp Huyên lại hỏi, Thanh Nhi, cô mới nói linh khí của thế giới chúng ta sắp cạn kiệt. Thanh Nhi gật đầu, thế giới của các ngươi nhìn như dồi dào linh khí, thực chất đã thối rữa đến tận xương cốt. Bởi vì bản nguyên chi khí vốn có của thế giới này đã gần như cạn kiệt, và lại nguồn linh khí bình thường ở chỗ các ngươi nằm ở bên những kẻ được gọi là thần. Khống chế bản nguyên chi khí vốn có thể khống chế số lượng cường giả đứng đầu vũ trụ này, khống chế linh khí bình thường là có thể khống chế chất lượng người tu luyện của thế giới này. Diệp Huyên im lặng. Hắn thực sự không ngờ lại phức tạp tới vậy. Lúc này Thanh Nhi lên tiếng, ta giúp ngươi một tay. Nói xong, nàng ấy xoay người vung tay phải lên, một tia kiếm quang bay thẳng lên trời. Keng! Một tiếng kiếm reo vang vọng khắp vũ trụ Tứ Duy. Ngay sau đó, trong tinh không xa xôi đột nhiên vang lên tiếng vỡ nát. Khi âm thanh này vang lên, bỗng nhiên Diệp Huyên phát hiện linh khí xung quanh tăng vọt điên cuồng với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Giờ phút này, linh khí ở khắp vũ trụ Tứ Duy đều đang tăng vọt một cách điên cuồng. Tất cả mọi người sững sờ. Lúc này, một người đàn ông hư ảo chợt xuất hiện trong tinh không xa xôi, hắn ta cứ thế nhìn Thanh Nhi. Thanh Nhi liếc nhìn người đàn ông. Cười nói, sao ngươi lại yếu thế nhỉ? Diệp Huyên. Người đàn ông nhìn chằm chằm vào Thanh Nhi, cuối cùng hắn ta nhìn sang Diệp Huyên, sau đó biến mất không còn bóng dáng. Lúc này, Diệp Huyên phát hiện thân thể của cô gái càng lúc càng hư ảo. Hắn biết Thanh Nhi đã sắp biến mất. Diệp Huyên nhìn cô gái, Thanh Nhi, với thực lực của cô, chắc hẳn cô có thể giúp mình không bị biến mất, đúng không? Cô gái cười hỏi, ngươi không muốn ta biến mất sao? Diệp Huyên gật đầu. Cô gái im lặng. Diệp Huyên do dự một lát, sau đó hỏi,
hẳn là có thể, phải không? Cô gái mỉm cười, ta đã gặp được ngươi và đã không còn tiếc nuối nào nữa. Diệp Huyên nhìn Thanh Nhi, nhưng ta cảm thấy hơi tiếc nuối, không biết vì sao lại có cảm giác này. Cô gái không trả lời. Diệp Huyên lại hỏi, Thanh Nhi, cô nhất định có cách không cần phải biến mất, đúng không? Lúc này thân thể của cô gái đã càng lúc càng hư ảo. Cô gái nhìn Diệp Huyên, cười bảo, có nhiều thứ không thể thay đổi được. Dứt lời, thân thể của nàng ấy đã hoàn toàn hư ảo. Diệp Huyên run rẩy nói, không, chắc chắn là có thể có cách, đúng không? Cô gái mỉm cười, thật ra ta cũng rất muốn sống sót. Năm đó ta nghĩ sống không còn ý nghĩa gì nữa, nhưng bây giờ ta muốn sống, muốn bầu bạn bên cạnh ngươi, tiếc là. Nói xong, nàng ấy đột nhiên nhẹ nhàng ôm lấy Diệp Huyên, nước mắt lại rơi xuống, ta không nỡ xa ngươi, thật đấy. Trước đây ta cảm thấy nhân gian không có ý nghĩa vì nơi đó không có ngươi. Nhưng hiện tại ta lại rất muốn sống tiếp, muốn cười cùng ngươi, muốn khóc cùng ngươi, muốn ngắm nhìn tất cả mọi thứ đẹp đẽ trên thế gian này cùng ngươi. Sau đó, nàng ấy nhìn thoáng qua tinh không phía xa rồi mỉm cười, nhân gian có ngươi, mọi thứ đều thật đẹp. Dứt lời, nàng ấy đã biến mất. Diệp Huyên ngơ ngác nhìn tinh không trống rỗng trước mặt. Đi rồi. Diệp Huyên lẳng lặng đứng trong tinh không. Đi rồi. Cô gái hắn mới gặp lần đầu đã đi rồi. Lúc này Diệp Huyên cảm thấy lòng mình trống rỗng, cảm giác này rất khó chịu, cực kỳ khó chịu. Hoặc nói là trái tim hơi đau nhói. Hắn thực sự có cảm giác đặc biệt với Thanh Nhi, người hắn vừa mới quen không lâu. Người thân. Đây là cảm giác của hắn về Thanh Nhi. Kiếp trước của hắn. Diệp Huyên ngẩng đầu lên nhìn tinh không bao la, rốt cuộc kiếp trước hắn đã làm gì? Cô gái váy trắng, Thanh Nhi. Tại sao họ lại đối xử tốt với hắn như vậy? Kiếp trước. Kiếp này. Diệp Huyên không suy nghĩ nữa. Bởi vì Thanh Nhi nói sau này hắn sẽ hiểu. Diệp Huyên nhìn lướt qua xung quanh, trong mắt vẫn còn chút mờ mịt, Thanh Nhi. Đúng lúc này, một hơi thở mạnh mẽ đột nhiên bùng nổ từ bên trong tháp giới ngục. Diệp Huyên sửng sốt, lúc này có một thanh kiếm bay ra. Kiếm chấn hồn. Lúc này hơi thở của kiếm chấn hồn đang tăng vọt điên cuồng. Diệp Huyên kinh ngạc, đây. Một hơi thở mạnh mẽ lại bộc phát ra từ bên trong kiếm chấn hồn, hơi thở này chấn động khiến Diệp Huyên phải lùi ra xa mấy trăm trượng. Diệp Huyên nhìn kiếm chấn hồn, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Lúc trước tiểu hồn nói sắp đột phá, hắn cũng không nghĩ sâu xa, nhưng lúc này hắn phát hiện sự đột phá của tiểu hồn không bình thường lắm, hơn nữa còn xảy ra bất chợt. Có chuyện gì vậy? Ngay khi Diệp Huyên đang thắc mắc đầy đầu thì kiếm chấn hồn cách đó không xa bỗng run rẩy dữ dội. Một tiếng kiếm reo phát ra từ nó. Giờ phút này, không gian tinh không chung quanh như đang sôi trào. Diệp Huyên sững sờ. Hơi thở của kiếm chấn hồn giờ phút này không hề yếu hơn kiếm thiên chu. Lúc này, giọng nói của tiểu hồn chợt vang lên trong đầu Diệp Huyên, tiểu chủ. Ta đã đột phá. Diệp Huyên vội hỏi, tiểu hồn, bây giờ ngươi đã là cấp bậc gì rồi? Tiểu hồn im lặng một lát, sau đó trả lời, ta không biết. Diệp Huyên trầm giọng hỏi, tiểu hồn, sao đột nhiên ngươi lại trở nên mạnh như vậy? Là nhờ cắn nuốt tên cường giả thần điện trước đó sao? Tiểu hồn khẽ đáp, vâng. Hửm. Diệp Huyên nhíu mày, không nên chứ nhỉ? Linh hồn của một cường giả không thể giúp ngươi trở nên mạnh thế được. Bây giờ hơi thở của tiểu hồn quá mạnh. Mạnh đến mức không thua gì kiếm thiên chu. Đây không phải lên cấp nữa mà là tăng vọt. Tiểu hồn nhẹ giọng nói, tiểu chủ. Ta không thể nói cho người biết nguyên nhân thực sự, dù sao đây cũng là chuyện tốt, không phải sao. Diệp Huyên im lặng một lát, sau đó vung tay phải lên, tiểu hồn xuất hiện trong tay hắn. Bề ngoài của tiểu hồn lúc này cũng có thay đổi, trên lưỡi kiếm của tiểu hồn có một tia kiếm quang quấn quanh. Kiếm quang. Nhìn tia kiếm quang đó, Diệp Huyên trao mày lại, cảm giác hơi quen thuộc. Hắn đang định hỏi thì Giản Tự Tại đột nhiên xuất hiện bên cạnh hắn. Nàng ta nhìn Diệp Huyên, nàng ấy đi rồi. Diệp Huyên gật đầu. Giản Tự Tại hỏi, sau này ngươi định làm gì? Diệp Huyên nhìn về phía sâu trong tinh không, ngươi nghĩ những tên thần đó có bỏ qua không? Giản Tự Tại cười đáp, hẳn sẽ không. Diệp Huyên gật đầu, ta cũng nghĩ vậy.
Thanh Nhi giết một vị thần, nhưng thần không chỉ có một người. Lúc này Giản Tự Tại lên tiếng, nhưng có lẽ họ sẽ không dám tùy tiện ra tay với ngươi. Diệp Huyên cười khổ, nhưng nếu họ ra tay lần nữa chắc chắn sẽ hủy thiên diệt địa. Giản Tự Tại gật đầu, ngươi không chỉ cần đối mặt với cường giả tứ duy mà còn phải cẩn thận cường giả ngũ duy. Ngũ duy. Diệp Huyên sầm mặt lại. Hắn không chỉ cần cẩn thận ngũ duy mà còn phải cẩn thận tầng 8 và tầng 9 trong tháp. Trước mắt xem ra tầng 8 không phải kẻ thân thiện. Một lát sau, Diệp Huyên ngừng suy nghĩ, tới thần điện. Nói xong, hắn và Giản Tự Tại quay lưng rời đi. Thần điện. Lúc này các cường giả thần điện vẫn chưa rời đi, có nữ nhân kia, trừ phi họ trốn đến ngũ duy, nếu không thì chẳng có tác dụng gì. Cô gái khiến họ tuyệt vọng. Thấy Diệp Huyên quay lại, các cường giả của thần điện lập tức biến sắc. Hiện giờ sinh tử của họ phụ thuộc vào một ý nghĩ của thanh niên này. Diệp Huyên nhìn lướt qua các cường giả thần điện, lạnh nhạt bảo, giết. Giết. Mọi người ngây ra. Các cường giả Bắc Cảnh đều nhìn về phía Diệp Huyên, họ cứ tưởng hắn muốn thu phục những cường giả thần điện này, nhưng không ngờ hắn lại thẳng thừng bảo giết. Không chỉ cường giả Bắc Cảnh, các cường giả thần điện cũng không ngờ đến. Họ cũng cho rằng Diệp Huyên sẽ yêu cầu họ thần phục. Lúc này, Diệp Huyên nhìn về phía các cường giả Bắc Cảnh, còn chờ đợi gì nữa? Họ không hề chần chừ, tức khắc xông về phía các cường giả thần điện. Đúng lúc này, người đàn ông kim quang bỗng lên tiếng, Diệp Huyên. Chúng ta đồng ý thần phục Bắc Cảnh. Hai mắt Diệp Huyên từ từ nhắm lại, ta không yên tâm về các ngươi. Nghe vậy, người đàn ông kim quang lập tức biến sắc, hắn ta siết chặt tay phải như muốn liều mạng một lần. Nhưng hắn ta biết, bọn hắn không hề có phần thắng. Không nói đến nữ nhân trước đó, bây giờ chỉ cần Giản Tự Tại và người đàn ông một chân thôi đã có thể càn quét họ. Nghĩ tới đây, người đàn ông kim quang khẽ thở dài, chúng ta đồng ý giao ra một hồn một phách của mình. Nghe vậy, Diệp Huyên giơ tay phải lên, các cường giả Bắc Cảnh dừng lại. Diệp Huyên bước tới trước mặt người đàn ông kim quang, hắn ta nhìn thoáng qua thần điện sau lưng mình bằng ánh mắt phức tạp. Thần đã vứt bỏ họ. Sở dĩ hắn ta chọn đầu hàng là vì thần đã vứt bỏ họ, giờ hắn ta hoàn toàn không thể liên lạc được với thần. Ngay cả thần cũng sợ cô gái kia. Người đàn ông kim quang ngừng suy nghĩ, sau đó xòe tay ra, một hồn phách xuất hiện trong tay hắn ta đưa hồn phách trong tay cho Diệp Huyên. Diệp Huyên không từ chối, lập tức nhận lấy hồn phách kia, sau đó hắn nhìn sang những cường giả thần điện còn lại cách đó không xa. Họ hơi chần chừ, giao ra hồn phách đồng nghĩa với việc sau này phải chịu sự khống chế của Diệp Huyên mãi mãi. Sinh tử của họ phụ thuộc vào một ý nghĩ của Diệp Huyên. Lúc này người đàn ông kim quang đột nhiên nói, không có lựa chọn. Không có lựa chọn. Nghe vậy, các cường giả thần điện thầm giật mình. Nghe thấy câu nói của người đàn ông kim quang, họ chợt phát hiện thật ra họ không còn lựa chọn nào khác. Không giao ra linh hồn ắt phải chết. Nghĩ tới đây, vài cường giả thần điện lần lượt giao ra một hồn một phách của mình. Chỉ trong chốc lát, tất cả các cường giả thần điện đều giao ra một hồn một phách của mình. Có thể nói, hiện tại tất cả cường giả thần điện đều nằm trong tầm khống chế của Diệp Huyên. Diệp Huyên nhìn ra phía sau, lúc này có một cô gái bước tới, người đến chính là Thượng Quan Tiên Nhi. Diệp Huyên dặn dò, thu thập toàn bộ tiền và của cải của thần điện, sau đó chia cho mọi người theo tỷ lệ. Nghe vậy, các cường giả Bắc Cảnh lập tức vui vẻ ra mặt. Thần điện có thể nói là thế lực giàu có nhất đại thế giới huyền hoàng, tài sản của họ nhiều tới mức nào. Được một phần cũng đủ giàu to rồi. Không chỉ vậy, thần điện còn có rất nhiều địa bàn, kể từ bây giờ những địa bàn này sẽ là vật vô chủ. Vừa nghĩ đến số địa bàn và tài sản vô tận kia, cường giả của các thế lực lớn có mặt ở đây đều không nhịn được nở nụ cười. Nếu thua trong trận chiến này, mọi người sẽ trắng tay, nhưng họ đã thắng. Vì vậy tất cả mọi người đều phát tài. Mọi người đều nhìn về phía Diệp Huyên, sau đó thi lễ, cảm ơn Diệp Vương. Diệp Huyên có thể chọn độc chiếm, nhưng hắn không làm vậy. Diệp Huyên nhìn các cường giả Bắc Cảnh, mọi người đã hy sinh rất nhiều trong trận chiến lần này, đây là thứ các ngươi đáng có được. Còn nữa, kể từ hôm nay, hy vọng chúng ta có thể đoàn kết hơn, chung tay xây dựng tương lai.
Gia chủ nhà họ Hiên Viên vội vàng nói, đương nhiên, chúng ta nên liên minh với nhau, chung tay xây dựng tương lai. Những người còn lại cũng nhanh chóng hùa theo. Bây giờ đùi Diệp Huyên không phải to bình thường thôi đâu, phải ôm thật chặt mới được. Diệp Huyên gật đầu, xoay người đi về phía thần điện ở nơi xa. Người đàn ông kim quang lưỡng lự, sau đó cũng vội vàng theo sau. Giản Tự Tại và người đàn ông một chân cũng đi theo. Mọi người đi vào đại điện, lúc này bên trong chỉ còn lại 5 pho tượng. Một pho tượng trong số đó đã biến mất. Diệp Huyên lên tiếng, người chết vừa rồi là thần gì? Người đàn ông kim quang lắc đầu, ta không biết. Diệp Huyên nhìn sang hắn ta, người tên là gì? Hắn ta trầm giọng đáp, Lâm Hải, thần tôn sử của nơi này. Diệp Huyên gật đầu, người không biết hắn là thần gì sao? Lâm Hải khẽ gật đầu, không biết. Diệp Huyên hơi tò mò, sao lại không biết? Lâm Hải trả lời, trước đây ta và Kiều Thiên Nhi đều chưa từng gặp thần. Chúng ta chỉ nói chuyện thông qua truyền âm, cũng không đúng, thỉnh thoảng họ mới liên lạc với chúng ta. Diệp Huyên nhìn Lâm Hải, Kiều Thiên Nhi, ai vậy? Lâm Hải đáp, chính là cô gái tóc trắng bị tháp của ngươi thu vào lúc trước. Kiều Thiên Nhi, Diệp Huyên gật đầu, hắn khá khâm phục nữ nhân này. Nữ nhân này khác với những cường giả thần điện khác, nếu đối phương xuất hiện sớm hơn, có lẽ hắn đã không lành lặn đứng đây rồi. Diệp Huyên ngừng suy nghĩ, sau đó nhìn về phía 5 pho tượng trước mặt, 2 nữ 3 nam. Diệp Huyên lại hỏi, những kẻ gọi là thần này, họ đang ở đâu? Lâm Hải lắc đầu, ta không biết. Diệp Huyên nhìn Lâm Hải, hắn ta cười khổ, ta thực sự không biết. Số lần họ liên lạc với chúng ta rất ít. Hơn nữa họ chưa xuất hiện ở tinh vực này bao giờ, chỉ khi nơi này có người đạt đến vị chi cảnh, họ mới liên lạc với chúng ta. Diệp Huyên hỏi, tại sao thế? Lâm Hải trả lời, chỉ cần có người đạt tới vị chi cảnh, họ sẽ yêu cầu chúng ta liên lạc với đối phương, sau đó làm đối phương thần phục. Nếu đối phương đồng ý, họ sẽ ban ân giúp đối phương đạt đến vị chi cảnh chân chính. Diệp Huyên nhíu mày, vị chi cảnh chân chính. Lâm Hải gật đầu, thật ra vị chi cảnh ở đại thế giới huyền hoàng cũng không phải vị chi cảnh chân chính, chỉ khi những vị thần đó ban cho linh khí đặc biệt mới có thể giúp họ đạt tới vị chi cảnh chân chính. Còn nếu đối phương không đồng ý tín ngưỡng họ? Diệp Huyên hỏi, sẽ thế nào? Lâm Hải trầm giọng, sẽ chết. Diệp Huyên nhìn lướt qua 5 pho tượng, đúng như Thanh Nhi đã nói, những vị thần này đang nuôi lợn. Thần! Đây chính là bộ mặt thật của họ. Diệp Huyên khẽ lắc đầu, hắn đang định đi thì một pho tượng trước mặt hắn đột nhiên mở mắt. Chứng kiến một màn này, sắc mặt Lâm Hải thay đổi kịch liệt, lùi lại vài bước theo bản năng. Người đàn ông một chân và Giản Tự Tại cũng bày ra vẻ nghiêm trọng. Tuy đã có một tên thần chết dưới tay con người trước đó, nhưng không đồng nghĩa với việc các thần còn lại đều yếu. Nói đúng hơn, họ chỉ yếu thế khi đứng trước cô gái kia, còn trước mặt người khác, họ vẫn là thần. Diệp Huyên xoay người, thấy tên thần kia đang nhìn hắn, bèn cười hỏi, sao? Ánh mắt đối phương xoáy vào hắn, nhớ cho kỹ, ta là hoang thần. Nói xong, pho tượng chợt trở nên mờ ảo rồi tan thành hư vô. Hoang thần ư? Diệp Huyên im lặng một hồi rồi đưa mọi người rời đi. Chấm chấm chấm. Bắc cảnh. Vào lúc này, gần như toàn bộ cường giả của đại thế giới huyền hoàng đều tập trung lại trong Bắc cảnh vương điện. Trong đó chỉ có 2 người đạt đến vị chi cảnh là Giản Tự Tại và người đàn ông một chân. Thật ra Giản Tự Tại vẫn chưa thể tính là đạt đến được, nhưng thực lực của nàng rõ ràng không hề thua kém chút nào. Số người đạt đến bán bộ vị chi cảnh cũng khá ít, chỉ có tộc trưởng đương nhiệm của Hiên Viên tộc, tộc trưởng Vu tộc và một lão già bí ẩn. Lão ta chính là người mạnh nhất huyền hoàng giới, được đích thân huyền hoàng chủ gọi đến. Cường giả đăng phong cảnh cũng không nhiều nhận gì. Tính cả Bắc Cảnh và huyền hoàng giới cũng chỉ có 39 người, trong đó một nửa đã thuộc về huyền hoàng giới. Thực lực của họ khiến mọi người khiếp sợ, không ngờ một nơi im hơi lặng tiếng suốt nhiều năm qua lại sở hữu sức mạnh nhường ngày. Những năm gần đây, huyền hoàng giới đều đang ẩn nhẫn. Họ không thể không làm vậy, bởi vì nếu để lộ thực lực quá sớm, họ sẽ trở thành cái đích cho những thế lực khác nhằm vào. Năm xưa khi huyền hoàng giới sa sút, phần lớn địa bàn của họ đều đã bị các thế lực lớn sâu xé chia chác một lần. Ngoại trừ 2 thế lực kể trên ra,
vẫn còn một thần điện nữa. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 68.